chương 71. Mắt câu. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tang bà mập mạp, tay chân lanh lẹ đem bản thân cần dùng đến gì đó đều đôi lên xe ngựa, bên cạnh còn có một triều châu tọa bà trịnh bà đi theo cũng đem bản thân gì đó đều bãi lên xe ngựa. Hai người một trước một sau lên xe, đều khách khách khí khí hướng tới đằng trước kém lại ân cần thăm hỏi. Làm phiền tiểu ca A. Kém lại hướng tới hai người cười cười không trở ngại. Trong ngày thường hai cái tọa bà xuất hành, sao có thể dùng lên xe ngựa? Trừ phi là nhà giàu nhân gia xin nàng nhóm đi đỡ đẻ, thế này mới hội đặc biệt nhường nhà mình xe ngựa tới đón nhân, ngẫu nhiên có thể tọa cái ngưu xe linh tinh đã đúng là nhàn hạ. Hai người lên xe sau, thừa dịp lúc này lộ trình cho nhau nói chuyện. Lần trước gian nhạc đến Triều Châu, cấp vài vị nghiệm quan thượng một bài giảng. Trịnh bà làm tọa bà, đương nhiên là không có tư cách lúc đó ở đây dự thính đối gian nhạc sở hữu hiểu biết cũng chính là nghe chút nghe đồn như là tuổi cực kỳ tiểu như là khám nghiệm tử thi vô cùng hiểu được rất nhiều thường nhân đều tưởng đô tưởng không đến phương pháp liền ngay cả này cái kinh nghiệm phong phú khám nghiệm tử thi đều không nhất định có gian quyết tào hội khám nghiệm tử thi thủ đoạn nhiều có một số người chỉ sợ đó là từ nhỏ liền ăn này chén cơm Trịnh bà mấy năm nay gặp qua tân sinh trẻ mới sinh hơn đi, gặp qua tử thi cũng là hơn đi, người sống thấy được càng là không ít, nhưng đối này Giang Quyết Tào vẫn là tương đương tò mò. Tang bà, ngươi gặp qua này Giang Quyết Tào vài lần. Tang bà cũng là dở khóc dở cười, nguyên bản mập mạp trên mặt luôn là đôi mãn vui mừng ý cười, lúc này đều không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nàng thấy trịnh bà hỏi như vậy nàng, cũng chỉ đành đem tự mình biết nói đều nói chúng ta trong ngày thường cũng chính là cần thời điểm đi đi nha môn sẽ không tổng đi Giang quyết tào xem tuổi là tiểu thân hình cũng không coi là khôi ngô đối người từ trước đến nay khách khách khí khí lúc trước là thật nhìn không ra tới là như vậy có người có bản lĩnh có người xem phổ thông trên thực tế cũng không phổ thông a à. trịnh bà cười rộ lên biết tan bà vì sao dở khóc dở cười cũng là cảm thấy rất là buồn cười người này lâu dài mới đến một chuyến triều châu không nghĩ tới còn có thể quán thượng một chuyện. Tan bà hòa cùng. Cũng không phải là sao. Tan bà năm mới xuất giá, xuất giá liền xem như phu gia nhân, nhà mẹ để lại không coi là rất gần, lui tới tự nhiên là thiếu rất nhiều. Tuổi trẻ khi còn thường trở về một ít, chờ trong nhà có tử nữ, rảnh rỗi thời gian thiếu, trở về số lần tự nhiên mà vậy tự ít đi. Hiện thời hàng năm đến Triều Châu hai tranh liền xem như hơn, càng thường là một năm sẽ đến Triều Châu như vậy đi một chuyến mà thôi. Ai tưởng nàng lúc này đến Triều Châu, còn có thể gặp được Giang Quyết Tào vừa vặn tới biên giới Tam Bản Am, trùng hợp vừa vặn cần tọa bà đi nghiệm thân mình. Đối với án tử sự tình, kém lại đem có thể nói cho các nàng biết hai cái đều cùng các nàng hai nói, cố ý còn tìm trịnh bà. Trịnh bà cùng tan bà không sai biệt lắm, khí lực kính nói đại, cho dù là gặp sự, dựa vào chiêu thức ấy khí lực, cũng có thể làm ra điểm chống cự đến hai người mịt mờ khoa xong rồi gian quyết tào nhịn không được liền cùng tầm thường phụ nhân thông thường nói lên có hay không đều được trịnh bà mang theo điểm chế nhạo hỏi tan bà ai gian quyết tào có thể có hôn phối tan bà nghĩ lại một chút ngẫm lại gian nhạc ngày xưa cả ngày hành trình tự hồ là không trừ bỏ cùng đồ đệ ở cùng một chỗ ngoại trong nhà liền có một hầu hạ ngày xưa đều không làm gì gặp nữ tử. Trịnh bà nhưng là còn biết một điểm, tỷ như gian nhạc đến Triều Châu, vì tham án, trả lại một chuyến hoa lâu. Hắc, nam nhân thôi. Cho dù là thượng hoa lâu, trong nhà tóm lại hay là muốn cưới một cái thê. Tuổi này cũng không sai biệt lắm nên có người. Tang bà xem trịnh bà, lúc này là cười rộ lên. Là, về sau đỡ để bảo không cho còn tìm thượng ta đâu trong nha môn có nhận thức tọa bà, không ít người trong nhà đỡ đẻ liền chính là tìm các nàng. Nếu là này Giang Quyết Tào ở Vĩnh Châu mấy năm nay tính toán thành gia lập nghiệp, khi quay đầu thật đúng nói không chính xác tìm thượng Vĩnh Châu tan bà cùng canh bà. Hai người nói tới đây không nín được cười ha ha đứng lên. Đang ở giá xe ngựa kém lại không biết hai người này cười cái gì, còn có chút không hiểu, tại đây ngày dần dần xuống núi thời điểm, trung lên một chút, lầm bầm lầu bầu một tiếng thế nào cảm thấy có chút hàng ý đâu xe ngựa còn không có đuổi tới địa phương tam bản am nội đến ăn cơm thời gian tam bản am lý hương khói không tính vượng cái ăn không có thịt để ăn đương nhiên cũng liền không có bao nhiêu du thủy cơm ăn cũng không như gian nhạt trong ngày thường chú ý bên trong còn tham đậu linh tinh có thể đỡ đói lương thực bánh bao cũng là có mới lấy ra khỏi lồng hấp không có bao lâu một người nhiều nhất có thể lấy một cái đồ ăn là bản thân loại, vẫn là ngày đó ngắt lấy, rất là tươi mới. Ngẫu nhiên ăn một hai đốn, tự nhiên là rất thú vị vị, nếu là hàng năm như thế ăn, kia liền sẽ cảm thấy quá mức nhạt nhẽo, nhưng dần dần sẽ gặp gầy giảm đi xuống. Giang nhạc mang theo chu trân đi đến căng tinh khi, gặp được không ít ni cô. Này ni cô mặc giống nhau như đúc y bào, thấy Giang nhạc cùng chu trân đều ào ào hành lễ, thân mật hướng tới nàng ân cần thăm hỏi. Giang Nhạc cùng Chu Trân đương nhiên là nhất nhất đáp lễ, sau đó đi lấy cái ăn. Đường Nguyên không biết là chạy tới nơi nào đi, lúc này đều không có toát ra đến. Giang Nhạc bất kể là bởi vì hiện tại giả dạng nhân vật, còn là vì trong đầu ý tưởng, đều thay Đường Nguyên lại muốn một phần cái ăn, chuẩn bị quay đầu mang về cho hắn. Bưng cái ăn tìm vị trí ngồi xuống, Giang Nhạc cùng bên cạnh Ni Cô hỏi: "Sư phụ nhóm đều là này điểm cùng nhau ăn cơm sao?" Nico cô nuốt hạ trong miệng đồ ăn, nhìn về phía gian nhạc, hành lễ. Đúng vậy. Gian nhạc gật gật đầu, hướng tới bốn phía nhìn quanh một chút, ánh mắt đều nhìn chầm chầm mỗi người sau đầu xem. Nàng hai mắt thị lực được cho là tốt lắm, bất quá này sơ lược liếc mắt một cái đảo qua đi, mỗi người trên đầu đều nhìn không ra có lúc trước nàng được đến đặc thù kia hai điểm chí. Lại nhìn rất thu hút sự chú ý của người khác, gian nhạc thu hồi ánh mắt, tạm thời quyết định an phận xuống dưới ăn cái này cơm cùng bánh bao, còn có trong mâm không biết cái gì giống lục sắc đồ ăn. Đồ ăn để vào miệng, gian nhạc nhấm nuốt hai hạ, nhất thời có loại bản thân ăn là thảo lỗi thấy. Không có du thủy, muối cũng không có bao nhiêu, thanh tâm quả dục bừng tỉnh một giây sau liền muốn phi thăng. Ngoài cửa lúc này lại có một đám ni cô đi đến. Giang nhạc tận lực học tiểu gia bích ngọc ăn bánh bao, đầu hơi hơi sườn khai, nhìn về phía cửa cửa này vào cửa vài cái ni cô phía sau có một ni cô ngăn cách một điểm khoảng cách đi theo miễn cưỡng xem như cùng nhau đi đến nàng lông mày phía cuối hơi hơi nhếch lên khóe mắt hơi hơi rủ xuống xem là có chút hung tướng thủ bữa khi này đó ni cô đều khéo là đầu nhắm ngay gian nhạc gian nhạc lông mày hơi nhíu tìm được cái đó và người khác ngăn cách một điểm khoảng cách đi vào đúng là nàng muốn tìm tuệ văn tuệ văn lấy bữa sau tìm chỗ trống ngồi xuống. Chỉ sợ nàng cùng người khác quan hệ cũng không được tốt lắm, vào cửa sẽ không có thể cùng đi, lúc này nàng vừa ngồi xuống, nàng quanh thân nguyên bản ngồi kia hai cái ni cô tức thời nhanh chóng mấy khẩu ăn xong rồi cơm, đứng dậy liền rời khỏi. Liền thừa lại tuệ văn một người tọa ở đàn kia. Tuy rằng độc lai like độc vãng ni cô cũng có, khả bị ghét bỏ ni cô xem đến xem đi còn cũng chỉ này tuệ văn một người. Giang nhạc gặp được tình cảnh này, thấp giọng hỏi một câu bên cạnh Nico. Sư phụ, vị kia sư phụ xem nhìn quen mắt, nô lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Nico ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tuệ Văn chỗ kia, trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ, lại rất nhanh nhận thấy được bản thân không nên có loại này cảm xúc, rất nhanh thu liễm lên, coi như vừa rồi kia ghét bỏ biểu cảm chẳng phải nàng làm ra giống nhau. Đó là Tuệ Văn sư tỷ, năm mới chọc không ít chuyện tình, mấy độ chọc giận chủ trì ngươi vẫn là thiếu chút cùng nàng tiếp xúc. Ở Phật môn thanh tịnh còn có thể chọc giận chủ trì. Nàng đã làm gì nha? Nô hôm nay thấy chủ trì, không giống như là hội dễ dàng tức giận nhân. Giang nhạc nhẹ giọng tiếp tục hỏi. Bên cạnh Chu Trân giống nhau dựng lên lỗ tai nghe. Này Ni cô vẫn là không thích sau lưng nói chút gì, chỉ là lắc đầu không nói thêm nữa. Gặp người không đồng ý nhiều lời, Giang nhạc liền cũng không hỏi thêm nữa chọc nghi nàng khống chế được bản thân ăn cơm tốc độ tại kia tuệ văn sắp ăn xong thì thôi thu thập liền mang theo chu trân rời đi này rời đi không nói nàng còn cố ý tuyển theo tuệ văn đằng trước đi qua chờ ra sân gian nhạc hơi làm tạm dừng sẽ chờ đến tuệ văn xuất ra gian nhạc không có trực tiếp tiến lên cùng tuệ văn nói cái gì nói mà là dùng khóe mắt dư quan chú ý tới tuệ văn xuất ra sau mới nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng chu trân nói xong mấy ngày nay vất vả ngươi đi theo ta cố ý tới nơi này. Chờ ngày mai còn muốn chạy đi trở về, còn là có chút khoảng cách, vừa muốn ăn chút khổ. Chu Trân thường ngày đều là nghe hơn gian nhạc đậu nàng cùng đứng đắn giáo lời của nàng, cực nhỏ nghe được gian nhạc sẽ nói như thế thỏa đáng, trận to bản thân cặp kia mắt hạnh, một mặt rất là tích cực tư thái. Yên tâm sư phụ, ta một điểm còn không sợ vất vả. Giang nhạc cười khẽ muốn thừa dịp lúc này lại đi đi tiêu tiêu thực sao người này sinh không quen cũng không biết tam bản am nơi nào có thể dạo nơi nào không thể dạo bên cạnh truyền đến thanh âm thí chủ khả cần bần ni đi cùng gian nhạc xoay người thấy được đối phương kia trương bản thân xác nhận mặt sau vẻ mặt hơi kinh ngạc a à, vị này sư phụ thế nào xưng hô một khi nhân bộ dạng phục tùng hành lễ sau lại thế nào hung diện mạo xem đều sẽ giống nhất người tốt tự xưng bần ni tuệ văn tạo thành chữ thập hướng tới gian nhạc hành lễ tuệ văn gian nhạc lộ ra vừa lòng tươi cười vậy làm phiền tuệ văn sư phụ ta cùng đồ đệ này vẫn là lần đầu tiên đến tam bản am nghe nói nơi này nữ tử đến nhiều một ít thế này mới cố ý tiến đến thượng một nén nhang về sau lại đến đều không biết khi nào thì tuệ văn nghe xong lời này sau khóe môi cũng câu nhất câu thượng tam bản am nữ thí chủ quả thật rất nhiều, trong đó phần lớn là cầu nhân duyên cùng cầu tử, không biết phu nhân là. Giang nhạc hiện thời là sơ đã kết hôn phụ nhân tóc, đương nhiên là mặt lộ vẻ một chút thẹn thùng. Cầu tử Chu Trân ở bên cạnh nhìn thân mình chấn động. Tuệ Văn làm ra một cái thủ thế, dẫn đường Giang Nhạc hướng bên cạnh đi. Giang Nhạc thoáng nhìn Chu Trân bộ dáng, vương tay kéo lại Chu Trân tay nhỏ bé, hơi hơi dùng sức mang theo Chu Trân cùng nhau hướng tới Tuệ Văn chỉ dẫn phương hướng đi, nói vẫn là đối với Tuệ Văn nói. Có chút sĩ cho nói ra miệng, bất quá đây rốt cuộc là. Ai? Lời này nghe qua bên trong liền tràn đầy thâm ý. Chu Trân bị nắm bắt tay vào làm, cảm nhận được trên tay dùng sức, cuối cùng là theo thượng nhà mình sư phụ diễn, đi theo khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến thành vẻ mặt khổ sở, còn có chút dỗi cấp bản thân thêm diễn. Rõ ràng là người nọ không được gian nhạc thủ một chút, bỗng nhiên cảm thấy khả năng bản thân dạy nơi nào ra một điểm đào ngủ sai, thế nào Chu Trân đi theo lời nói là như vậy. Tuệ văn ánh mắt lóe lên, ở hai người bên cạnh nhẹ giọng nói. Có một số việc, cũng liền nữ tử cùng nữ tử thuận tiện nói. Thí chủ nếu là cảm thấy sĩ cho nói ra miệng, chúng ta đây liền tuyển cái yên lặng gốc. Tuyển cái yên lặng gốc, kia thật đúng là chính vừa vặn. Giang nhạc lôi kéo khởi một cái tựa hồ có chút miễn cưỡng tươi cười. Làm phiền tuệ văn sư phụ nghe nô nói này đó việc tư. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 72 Hẻo lánh tiểu gốc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tam bản am lúc này ni cô nhóm, hoặc là ở ăn cơm, hoặc là vừa ăn xong đi niệm kinh tiêu thực linh tinh bản cũng có chút hẻo lánh địa phương giờ phút này càng là không có ai thường lui tới gió thổi qua xem như dần dần mang đi ban ngày khô nóng này cây xanh chiếm đa số địa phương càng là râm mát thật sự tuệ văn đem gian nhạc cùng chu trân hướng ẩn nấp địa phương mang lại là không có tưởng muốn động thủ động cước nàng là muốn trước cùng gian nhạc trò chuyện hoặc là nói là nghe gian nhạc trò chuyện nói nhiều sau mới có thể có tiến thêm một bước tiến triển nàng chưa bao giờ là một cái thực vội nhân. Ở Tam Bản Am mấy năm nay, cấp là tối không được gì đó. Mà Giang Nhạc Việt Tư, theo nàng sinh ra bắt đầu nói lên, nói ra nội dung viết thành thoại bản phỏng chừng còn có thể ra tục tập, nói bừa loạn tạo bản sự không phải là thổi. Nàng nói bản thân là Vĩnh Châu Thiên Bắc Nhân Sĩ, kéo dài qua toàn bộ Vĩnh Châu đi đến Tam Bản Am, liền là vì cầu tử. Sinh ra khi là trong nhà trưởng tỷ, phía dưới còn có một đệ đệ, ra gã cho theo thương trượng phu hai năm, đáng tiếc luôn luôn không có con nối dòng, cái bụng không hề động tĩnh. Sau đó lại linh linh tán tán nói một ít láng giềng trong lúc đó ân oán, cùng với bởi vì không có đứa nhỏ sở mang đến tai họa ngầm, thậm chí ngay cả trượng phu đều bắt đầu ngày ngày đêm không về, đi bên ngoài tìm nổi lên tươi mới. Ở lúc này, không có đứa nhỏ chung quy là một cái vấn đề lớn. Giang nhạc nói nàng am hiểu một ít việc trên tay kế, còn nói bản thân kỳ thực ngày thường còn có thể nuôi sống bản thân. Nhưng này thế đạo luôn là không đồng ý buông tha nữ tử. Yên hoa trong đất nàng trượng phu thân mật đều xem thường nàng. Em tai nói tới, còn mang theo một cổ thê thê thảm thảm ai mát, kém chút gian nhạc liền muốn ngâm thi nhất thủ, đến biểu đạt bản thân thân thế chi bi ai thảm thống. Này cái đề tài nghe được chu trân đều kém chút tin là thật, đừng nói bên cạnh đối gian nhạc căn bản không biết tuệ văn. Tuệ Văn nghe xong gian nhạc lời nói một hồi lâu, thế này mới chậm rãi cùng nàng nói. Thế gian mọi sự luôn là sẽ có giải quyết biện pháp, thí chủ không cần quá mức chú ý, có cái gì có thể so với chính mình thân mình hơn trọng yếu đâu. Giang nhạc nghe tuy rằng là gật đầu, xem trên mặt còn mang theo kia cổ ưu thương. Tuệ văn lại là rất khuyên giải nàng, còn nói ra không ít mơ hồ lại huyền lời nói, tìm hiểu cấp giang nhạc nghe, nhưng giang nhạc có thể lại nhiều đã thấy ra một ít. Giang nhạc nghe là nghe xong, còn là cảm thấy có chút buồn cười. Một cây đao, ở có người trong tay, là dùng tới cứu nhân, ở có người trong tay, là dùng tới giết nhân. Này cái kinh Phật, ở có chút ni cô trong tay, là dùng tới khuyên an ủi nhân, ở có chút ni cô trong tay, cũng là dùng để biết không quỷ sự tình. Giang nhạc ẩn ẩn thở dài, cùng Chu Trân nói. Đồ đệ, ta cùng tuệ văn sư phụ lại nói một lát nói, này cơm lại không cho ta tiểu cô đưa đi, thật liền muốn lãnh đến vô pháp nhập khẩu. Chu Trân thế này mới nhớ tới các nàng trả lại cho Đường đại nhân mang theo cơm. Khả Đường đại nhân lúc này ở đàn kia đều không biết, liền lưu lại bản thân sư phụ một người ở chỗ này, Chu Trân luôn cảm thấy không quá thỏa đáng. Chu Trân. Giang Nhạc kêu một tiếng tên Chu Trân, đi thôi. Chu Trân do dự một chút, vẫn là đáp ứng rồi. Hảo gian nhạc nhường chu trân đi trước rời đi chu trân biết sư phụ có kế hoạch của chính mình không tốt quấy rầy cũng chợt nghe nói rời khỏi nàng lâm muốn nhìn không thấy bản thân sư phụ còn cầm cái ăn quay đầu lại nhìn hai mắt gian nhạc gian nhạc hướng tới nàng gật gật đầu hiện nay này hẻo lánh góc trung liền thừa lại gian nhạc cùng tuệ văn hai người gian nhạc vẫn là phụ nhân sầu thái ẩn ẩn thở dài vẫn cùng tuệ văn cảm khái người trong nhà luôn là lo lắng ta xuất ra hiện thời đi theo tiểu cô cùng đồ đệ cùng xuất ra lại là phẫn nam trang xuất hành này mới phóng tâm rất nhiều cuối cùng rốt cuộc là nam trang thuận tiện nhiều lắm tuệ văn cũng là tán thành gian nhạc lời nói gian nhạc không nói vẫn là ẩn ẩn thở dài tuệ văn đại để là cảm thấy nói đã là không sai biệt lắm bắt đầu mơ hồ thử nổi lên gian nhạc thí chủ có từng nghĩ tới đời này nói tưởng nhiều lắm chẳng qua là trói buộc lại bản thân. Giang nhạc hơi hơi nghi hoặc, nhìn về phía Tuệ Văn. Sư phụ này là ý gì? Tuệ Văn liền nói. Trên đời này nam tử cùng nữ tử vì sao phải là có nhiều như vậy sai biệt đâu. Giống nhau đều là nhân mà thôi. Phân như thế rõ ràng, kia trong cung thái giám là tính nam tử vẫn là nữ tử. Giang nhạc kinh ngạc xem tuệ văn. Tuệ văn khẽ mỉm cười, tiếp tục nói xong nếu nói nam tử trời sinh so với nữ tử cường một ít nữ tử trời sinh so thái giám cường một ít kia trên đời này nếu là có hai người hợp nhất chẳng phải là về phần cao nhất đoan như là thần phật thông thường thần phật người bình thường cũng sẽ cho bọn họ có giới tính tồn tại đi tuệ văn nói này đó khi trên mặt vẻ mặt vẫn là cười kia tươi cười ở yên tĩnh chỉ có hai người trường hợp hạ có vẻ dị thường quỷ dị nàng hướng tới gian nhạc chỗ kia đến gần rồi một bước ngữ khí như là hướng dẫn từng bước giống nhau. Như thế hai người hợp nhất người như vậy, cùng nữ tử sinh hạ đứa nhỏ, nên chính là ít có thần tử. Giang nhạc lui về sau một bước. Sư phụ. Tuệ văn đứng định bất động, không lại là vừa mới kia có chút bức người tư thái. Nàng lúc này xem như chủ động cấp gian nhạc, tung ra một cái cành. Thí chủ ngươi cũng biết, nếu là sinh con sự việc này, ngươi trượng phu không được, ngươi còn có thể tìm khác nam tử gian nhạc giật mình ở tại chỗ nếu là nam tử không được nhị hình nhân cũng là có thể làm tuệ văn cười nói như vậy nói nhị hình nhân đó là nam tử cùng nữ tử hối ở đồng một người trên người nga gian nhạc buông xuống mí mắt giống là có chút khiếp đảm muốn rời đi hoặc như là ở suy xét này tuệ văn lời nói nàng không nghĩ tới bản thân thật đúng đoán đúng rồi nhị hình nhân loại này tồn tại, đúng là vẫn còn hiếm thấy, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy như vậy đồng loạt. Giang nhạc lại nâng lên mí mắt khi, trong mắt có một tia ánh sáng, tự hồ là sắp sửa rơi xuống thái dương, đem cuối cùng về điểm này ánh chiều tà để vào nàng trong mắt thông thường. Tuệ văn sư phụ, có thể thấy được quá trong truyền thuyết nhị hình nhân. Tuệ văn ý có điều chỉ. Gặp tự nhiên là gặp qua. Giang nhạc nở nụ cười. Khi Tuệ Văn sư phụ, có ca ý nhường nô gặp thượng vừa thấy. Tuệ Văn ý cười càng sâu. Đương nhiên vui. Hai người ăn nhịp với nhau. Tuệ Văn sườn mở thân mình. Một khi đã như vậy, không bằng thí chủ tùy bần ni một đạo tìm một chỗ. Nga. Giang nhạc hỏi Tuệ Văn. Tuệ Văn trong giọng nói mang theo ý cười. Cũng vọng thí chủ rời đi khi, khả hướng chủ trì thay bần ni cầu cái tình. Bần Ni bị phạt ở Tam Bản Am đợi hảo mấy ngày, nghĩ cũng đi ra ngoài xem hai mắt. Giang nhạc xem như minh bạch. Tuệ văn lúc trước sự tình chẳng sợ cũng không bị nha môn bắt đến xác thực chứng cứ, nhưng vẫn ở Tam Bản Am nội chọc người hoài nghi, càng nhiều hơn nhân hoài nghi là tuệ văn tìm nam nhân đi cường uông tình linh tinh. Chủ trì biết tuệ văn có không thích hợp địa phương, cũng không có chứng cứ, cũng chỉ có thể đem người vây ở Tam Bản Am nội. Nếu là tuệ văn cố ý muốn chạy trốn, kia cũng không phải là không thể được bất quá này tóm lại là rơi xuống vỏ mồm nếu là bị tam bản am nội nắm lấy trở về chỉ sợ còn có thể có nhất tao sự tình tuệ văn muốn là quan minh chính đại đi ra ngoài nếu là có thể chiếm chút cái thêm vào tiện nghi kia đương nhiên là rất tốt đáng tiếc có một số người tiện nghi nhất định không phải là tốt như vậy chiếm tuệ văn đem gian nhạc đưa tam bản am không biết nơi nào góc trung thiên dần dần ngầm hạ đến Bên này hoang vắng tự hồ có chút lợi hại, Giang Nhạc liếc mắt một cái nhìn lại, phát hiện trên đất ven đường cỏ dại tùng sinh, sợ là nơi này trong ngày thường ít có người đi lại. Nơi này khéo đang có cái phòng ở. Phòng ở không có khóa cửa, đẩy ra sau, bên trong có giường có bàn còn có quỷ. Không có gì trao bụi, nhìn ra được là còn có người ở lại. Giang Nhạc vừa đạp vào phòng, liền nghe được phía sau một trận lạc môn thanh nàng xoay người hướng tới phía sau nhìn lại, chỉ thấy Tuệ Văn đứng ở cửa khẩu, thu hồi vừa tướng môn chụp tốt thủ. Tuệ Văn hướng cái bàn, đem ban đêm ánh nến đăng điểm thượng. Thiên còn chưa có hoàn toàn rơi xuống, đèn đuốc ở lúc này nhậm nhiên có chút chói mắt. Giang nhạc xem nhân ngồi xuống bên giường, ông tùng lời nói nhỏ nhẹ tưởng muốn cùng nàng nói chuyện bộ dáng, cảm thấy nhân túi da thật là quái vật tốt nhất che lấp vật. Một trương da mặt phía dưới, tầm thường thời điểm luôn là khó có thể nhận, đây rốt cuộc là người hay quỷ. Thí chủ cũng biết nam nữ Việt, cuối cùng rốt cuộc là như thế nào. Tuệ văn hỏi Giang Nhạc. Giang Nhạc đem bản thân ống tay áo khẩu hơi lướt nhẹ quần áo hướng thượng vén lên một điểm, lại đem bản thân quần áo hướng thượng linh linh, sau đó thấp kém thân mình, tá rớt trên chân vật. Đối tượng rơi trên mặt đất, phát ra hơi trầm trọng thanh âm. Giang Nhạc một lần nữa đứng dậy, trên mặt là cùng sớm tiền ưu thương bộ dáng hoàn toàn bất đồng miệng cười. Ta không chỉ có biết nam nữ Việt, ta còn biết sinh tử Việt. Tuệ văn nguyên bản trên mặt còn mang theo một điểm ý cười, lúc này dần dần liễm đi, nhíu mày. Nàng vốn là trên mặt bộ dạng có chút hung ác, toàn dựa vào ăn chay niệm Phật tích lũy xuống dưới tu dưỡng hoàn toàn rút đi, lúc này thoạt nhìn càng thêm ngoan một ít. Thí chủ đây là cái gì ý tứ? Nơi này còn có thể có ý gì đâu? gian nhạc cười ra tiếng âm tuệ văn sư phụ tuyển một cái hảo địa phương tuệ văn đứng lên đến cảnh giác nhìn về phía gian nhạc đây chính là tam bản am phật môn tịnh địa thí chủ như là muốn ở chỗ này đánh làm sao có thể thuyết phục thô đâu gian nhạc lắc đầu ta đây tên là thay trời hành đạo tuệ văn nội tâm lột bột trên tay sao nổi lên gần đây gối đầu hướng tới gian nhạc tạp đi qua một cái không đủ nàng nhằm phía cửa, đường xá trung còn đem có thể đến một trương chiếc ghế tử cũng ném hướng gian nhạc. Gối đầu là một đằng điều bỏ thêm vào này nọ, liền tính tạp đến nhân cũng chính là một cái chướng ngại, gian nhạc vẫn là thoải mái tránh được, tức thời dơ chân đá hướng về phía tuệ văn. Ghế dựa ném đi lại là ném không cao, gian nhạc là sinh sôi chịu hạ này va chạm, tính cả này ghế dựa cùng đạp đi qua. Cũng may phòng ở cuối cùng rốt cuộc là không lớn, nàng kia một cước cũng đủ đến tuệ văn phần eo, đem nhân đá đến trên tường. Khi tường không xem như củng cố, sững sờ là bị tuệ văn bị đâm cho quơ quơ. Giang nhạc vừa tá điệu trên chân thiết khối, dùng sức không quá ổn định, đá qua quá mức dùng sức, gắn sức điểm không nắm chắc hảo, nếu không phải là đá đến nhân, cả người kém chút đương trường dạng thẳng chân. Này phòng nhỏ đơn sơ dị thường, tuệ văn cách môn cũng không xa. Nàng nhất trở lại bình thường, trong mắt mang theo kinh hoảng, hoàn toàn không có thể nghĩ đến gian nhạc lực đạo sẽ là như thế to lớn. Gian nhạc vóc người ở Vĩnh Châu Triều Châu nơi này xem như cao. Nàng điều chỉnh một chút bản thân trọng tâm, tương đương may mắn. Hoàn hảo hôm nay mặc là váy. Nếu là cổ tròn bào sam, sợ là cũng bị xả hư. Tuệ văn trong lòng hoảng sợ, không dám quay đầu, vội hướng tới môn sờ soạn. gian nhạc giọng nói còn không thiếu xuống đâu, thấy nhân hướng tới môn sờ soạn, tiến lên chính là bắt người cổ áo đem nhân sau này túng. Tuệ văn lúc này bị túng một cái lão đảo, cả người hướng tới mặt sau ngưỡng đi. Hằng ngày ở chùa miếu trung, tuệ văn tuổi cũng không coi là đại, thể trạng cũng có chút chắc nịch, khả lại thế nào chắc nịch, cũng chống không lại gian nhạc điều này có thể đồ thủ chuyển thi thể nhân. Gian nhạc không có học quá võ, bất quá học quá cơ bản bắt. Nàng túng qua nhân, phản thủ kháp cổ hướng trên đất ấn, sững sờ là đem nhân viên cái thân mình, chụp đến trên đất. Một cái khác thủ bắt được tuệ văn thủ về phía sau dùng sức bài. Nàng lực đạo phi người thường khả ngăn cản, tuệ văn nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng. Giang nhạc chân hướng về phía trước cuộn lại, dùng chân ngăn chận nhân, sau đó thu hồi một bàn tay, lại theo bản thân trên đùi xả quấn quanh thượng mảnh vải xuống dưới. Cảm tạ này rộng rãi thư sướng váy, một tầng tầng nhưng là thay nàng ẩn nấp rất không ít này nọ mảnh vải vừa mới nới ra mảnh vải nguyên bản cố định giải phẫu đao liền cùng điệu rơi xuống vật cứng rơi xuống ở tuệ văn trên người sợ tới mức tuệ văn suýt nửa thất thanh kinh kêu lên giang nhạc dùng mảnh vải đem tuệ văn hai tay ở nhân sau lưng trói đứng lên thả lỏng này mảnh vải ta thường dùng trói không quá chịu giải phẫu khi dùng để bao bản thân hai tay tuệ văn thanh âm phát rung thí chủ ngươi bình tĩnh một chút ngươi làm cái gì vậy gian nhạc cười ra tiếng âm này không phải là rõ ràng sao tiên hiếm thấy cái nhị hình nhân còn không hảo hảo trông thấy tốt nhất cũng dạy ta hảo đồ đệ gặp liếc mắt một cái này cơ hội ta sống cho tới bây giờ đều chưa thấy qua tuệ văn nghe lời này càng là sợ hãi ngươi ngươi giáo ngươi đồ đệ cái gì vậy gian nhạc giật mình a à, này còn chưa có cùng ngươi đã nói ta thích nhất dạy ta đồ đệ phẫu thi này còn mới cho nàng xứng thượng tân đao. Nói lời này, Giang Nhạc đem bản thân rơi xuống giải phẫu đao đưa tới Tuệ Văn trước mắt, chậm rãi chuyển động. Nha, đây là tân đánh đao, nhưng là tiêu phí ta không ít tiền bạc. Tuệ Văn thấy này tinh xảo tiểu đao, trước mặt bỗng tối sầm. Bỗng nhiên, phòng nhỏ môn bị một cước đá văn. Còn dùng đầu gối áp ở nhân thân thượng, dùng đao uy hiếp nhân gian nhạc quay đầu hướng cửa nhìn lại. Bóng người che bóng, người này như là độ thượng một tầng màu vàng, tóc giả hỗn độn, quần áo tung bay, vẫn là nữ tử giả dạng. Giang Trường Nhạc Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 73 Nghiệm thân Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đường nguyên thanh âm tốt lắm phân biệt, đường nguyên thân hình cũng tốt lắm phân biệt. Giang nhạc tự mình đem này ngốc tử mang về nhà, cho hắn thay đổi quần áo, hàng ngày cho hắn đổi dược. Đến sau này phân biệt, gian nhạc làm ầm ĩ một phen, vẫn là trong đầu minh bạch. Khôi phục trí nhớ đường nguyên, cùng nàng trong trí nhớ cái ngốc kia tử, là không đồng dạng như vậy. Khả lúc này xuất hiện đường nguyên lại cùng lúc trước muốn đến giúp nàng nấu đầu lâu đường nguyên, xác thực quả thật thực là cùng một người. Một loại ánh sáng lượng hạ, giống nhau che bóng xuất hiện, giống nhau làm cho người ta trong lòng mặt danh kỳ diệu có điều xúc động rõ ràng ăn mặc không giống với rõ ràng tóc đã không giống với rõ ràng ở mặt ngoài tính cách cũng hoàn toàn bất đồng gian nhạc mị tế một chút hai mắt cũng là kêu một tiếng đường đại nhân không phải là đường nguyên không phải là đường tu uyên mà là đường đại nhân đường nguyên vào cửa thấy được gian nhạc cùng tuệ văn kia vừa lên một chút một cái cầm đao một cái bị trói bắt tay vào làm bộ dáng, yên tâm, trừng mắt hai mắt, ngoài miệng vẫn là không buông tha nhân. Giang trường nhạc, ngươi có biết một mình ngươi nhiều nguy hiểm sao? Giang nhạc thủ khẽ nhúc nhích, đao tiến đến tuệ văn trước mắt càng gần một điểm. Không biết. Ba chữ sững sờ là đem đường nguyên tiếp được đi muốn nói phê phán lời nói cấp nghẹn ở tại ít hầu khẩu, nửa vời cực kỳ khó chịu. Giang nhạc mị tế nổi lên mắt ngươi làm sao mà biết ta ở trong này đường nguyên lãnh thanh âm trên đường gặp chu trân nhưng nàng cùng tuệ văn đã sớm thay đổi một chỗ chu trân lại thế nào thông minh cũng không có khả năng biết này phòng nhỏ đường nguyên xem gian nhạc kia trên mặt vẻ mặt liền minh bạch gian nhạc còn chưa có nghĩ thông suốt đi lên mặt nhìn xem xa gian nhạc vừa nghe liền hiểu đây là đường nguyên lúc trước đi ở phòng ở hoặc là cây cuối bên trên thấy được các nàng thế này mới dễ dàng đi trước một bước chạy tới. Nàng cùng Tuệ Văn vào phòng còn chưa nói hai câu, vừa chế phục nhân, đường nguyên liền vào được. Giang nhạc hướng tới đường nguyên phía sau nhìn lại, đáng thương nàng tiểu đồ đệ đến bây giờ còn không có bóng dáng. Trên đất Tuệ Văn nơi nào gặp qua Giang nhạc như vậy, trong lúc nhất thời dọa mộng đã quên giải dụ, hiện tại Giang nhạc lực chú ý ở đường nguyên trên người, nàng tức thời liền kịch liệt giải dụ muốn xoay người đứng lên chạy trốn nhưng mà gian nhạc toàn thân sức nặng dựa vào hai chân đều áp ở tuệ văn trên người nửa điểm không nể mặt làm cho tuệ văn thế nào dãy dụa đều dãy dụa không đứng dậy còn nhường gian nhạc ý thức được bản thân ở làm gì gian nhạc lại theo trong lòng lấy ra một căn mảnh vải đem tuệ văn chân cũng trói lại đem chân cùng thủ trói địa phương hệ đến đồng nhất căn mảnh vải thượng ngựa quen đường cũ hệ hoàng còn lôi kéo xác nhận bản thân đánh kết thật trắng chắc đường nguyên xem nàng này thủ pháp như thế lão luyện không ra tiếng giang nhạc xác nhận hảo buộc chặt không thành vấn đề vỗ vỗ tuệ văn phía sau lưng sau đó lôi kéo mảnh vải đem nhân toàn bộ linh lên hướng bên giường mang một bên mang nàng còn vừa nói đường đại nhân làm phiền giúp ta trên đất gánh nặng thiết khối nhặt một chút nàng mang theo nhân tóm lại còn là có chút cố hết sức đường nguyên hỗ trợ đáp cái thủ sau đó đem trên đất gánh nặng thiết khối nhặt cho giang nhạc gian nhạc tiếp nhận sau một lần nữa cấp bản thân chân trói thượng gánh nặng sống giật mình gân cốt ngón tay linh hoạt đem giải phẫu đao vòng vo một vòng tròn rất có thú vị hỏi đường nguyên đường đại nhân tưởng muốn nhìn nhị hình nhân là như thế nào sao đường nguyên liếc mắt gian nhạc tự nhiên gian nhạc trên ngón tay thủ sẵn đao lại đem bản thân quần áo sửa sang lại tóc cũng sửa sang lại xem nàng như vậy từ trước đến nay đối bản thân hình giống yêu cầu cực cao đường nguyên này mới phát hiện tự bản thân làm ra tiện nghi váy nếp nhăn không chịu nổi, giản dị tóc giả càng là hỗn độn đến suýt nữa muốn trụy hạ. Hắn hơi hơi nâng lên hàm dưới, lấy cũng không mau tốc độ đem bản thân cũng thu thập thu thập, cố mà làm muốn cứu giúp một chút bản thân hiện tại hình tượng. Chẳng sợ hiện tại mặt là nữ trang. Giang nhạc xem buồn cười, quay đầu vẫn là đem đao nhắm ngay tuệ văn. Giờ phút này tuệ văn sớm không có lúc trước kia một bộ có thâm ý khác mang cười bộ dáng, cũng không có nhìn như thay người nghĩ phương pháp, kỳ thực khuếch tán trong lòng ác ý làm vẽ ta đây, kích động đến trên đầu mạo hiểm mồ hôi, thành tâm điếc dạng không biết nên nói cái gì. Gặp gian nhạc cầm đao nhắm ngay nàng, nàng cũng chỉ dám điên cuồng lắc đầu, há mồm một cái âm đều phun không đi ra. Gian nhạc đối tuệ văn xử lý như thế nào đổ là không có rất rất hứng thú, nàng lớn nhất hứng thú còn tại cho tuệ văn cuối cùng rốt cuộc có phải không phải nhị hình nhân trên điểm này. Một tay cầm quần áo, gian nhạc một tay cầm giải phẫu đao ở trên quần áo hoa. Đáng tiếc giải phẫu đao thích hợp giải phẫu nhân, đối với quần áo này nhất loại, như vậy các hiệu suất còn không bằng đồ thủ xé rách. Đao này quan chợt lóe thiểm, nhưng tuệ văn sợ tới mức nhân kịch liệt lay động dãy dụa đứng lên, kém chút nhường gian nhạc đao trạc đến nhân thân thượng. Đường Nguyên thấy thế mở miệng. Ta đến. Giang nhạc nhìn về phía đường Nguyên bên hông. Nguyên bản đường Nguyên thay đổi nữ trang, này bên hông bội kiếm cũng không biết giấu ở nơi nào, hiện thời lại xuất hiện, nghĩ đến là vừa mới lâm thời đi lấy đến đây. Hắn cầm này kiếm, rút ra, dùng đầu nhọn nhắm ngay tuệ văn. Giang nhạc đao là phẫu thi, mặt trên là lạnh như băng, nhưng không có chút sát khí. Đường nguyên kiếm là có thể giết người, mặt trên cũng là lạnh như băng, nhưng tràn ngập sát khí, ẩn ẩn còn lộ ra huyết tinh. Đường nguyên sử dụng kiếm đối với nhân thời điểm, trên mặt vẽ mặt thu liễm, hai mắt khiếp lại tế, mang theo một dòng cao cao tại thượng, xem phía dưới con kiến hương vị. Giờ khắc này không ai để ý hắn mặc một thân là nữ trang vẫn là nam trang, chỉ là bị hắn này một thân khí, khiêu khích mãn cánh tay nổi da gà. Giang nhạc nhìn đường nguyên này tư thái, ngoé một cái khóe môi. Tuệ văn nói đến cùng, niên thiếu khi vào Ni Cô Am, ở Ni Cô Am sau khi lớn lên, xuất nhập phần lớn là lương nhân gia đình, gặp ít nhất đều là tiểu gia khuê tú mặc dù gặp hai cái nông hộ, cũng đều thấy được giản dị làm chủ, nơi nào từng gặp qua giống đường nguyên kiểu này tàn nhẫn. Môi nàng sắc trở nên trắng, cả người một trận run run, đúng là không khống chế. Đường nguyên sắc mặt lúc này không vui, thân kiếm bay nhanh phủi đi một chút, đã đem tuệ văn trên người y bào phân ra. Hắn đối lực đạo đem khống tinh chuẩn đúng chỗ, phân ra y bào, nhưng không có thương đến tuệ văn. Tuệ văn mí mắt một phen, lúc này rõ ràng ngất đi gian nhạc ở bên cạnh không khỏi phát ra chật chật thanh âm. Đường đại nhân không hổ là đường đại nhân, ngươi xem nhân đối với ta còn dám giải dụ, đối với ngươi tự thành bộ này tư thái, vô cùng thê thảm. Quả thật là vô cùng thê thảm. Đường nguyên nhíu mày. Phòng trong vốn là nhỏ hẹp, không khống chế sau càng là không tốt nghe thấy. Gian nhạc chuẩn bị bắt đầu biểu diễn một cái đồ thủ tê y, chợt nghe đến phía sau có tiếng la. Sư phụ, Chu Trân sao có thể có đường nguyên chạy đến mau, còn may mà thường xuyên cùng gian nhạc chạy, thế này mới nhanh đuổi chậm đuổi sờ soạn đi lại. Nàng thở phì phò vọt vào trong phòng nhỏ, một cái hít sâu, kết quả nghe thấy một dòng dị vị, tức thời sắc mặt đại biến. Ngửi còn chưa đủ, nàng còn xem nhà mình sư phụ cùng nữ trang đường đại nhân, vây quanh hạ thân ướt đẫm, quần áo bị phủi đi khai lộ ra bộ ngực tuệ văn ni cô. Này hình ảnh quá mức giàu có đánh sâu vào cảm, thế cho nên nàng bỗng chốc không biết nói cái gì cho phải, lại thì thào hô một tiếng. Sư phụ, Giang Nhạc thấy Chu Trân đi lại, nhất thời hưng phấn đứng lên, vội nàng tìm một thủ. Đi lại xem nhị hình nhân. Chu Trân vừa theo bản năng đi phía trước thải một bước, phản ứng đi lại Giang Nhạc nói là cái gì sau, vội lại lui về sau hai bước, sau đó chạy ra môn mạnh hô hấp bật hơi hô hấp bật hơi, cuối cùng nghẹn một ngụm lớn khí một lần nữa vọt tiếng vào. Gian nhạc gặp Chu Trân như vậy, cười ra. Cũng không phải lần đầu tiên gặp loại này. Thi thể hương vị so này còn muốn khó nghe, về sau còn muốn gặp thức hỗn tạp thi thể tanh hôi mùi máu tươi cùng không khống chế vị hỗn tạp thể, quản chi là Chu Trân phải thay đổi vài thứ khí. Chu Trân bản khuôn mặt nhỏ nhắn đứng ở gian nhạc bên cạnh. Gian nhạc tránh được ướt sủng địa phương, cầm quần áo bái điệu. Bởi vì tay chân đều trói, bái là không có cách nào khác hoàn toàn bái điệu, Xương cốt trong lúc nhất thời cũng xem không xong, cũng có thể nhìn xem mấu chốt bộ vị. Giang Nhạc điều chỉnh tốt tuệ văn tư thế, dùng mảnh vải cuốn hiểu biết phẫu đao lưỡi dao, nắm lưỡi dao, bắt tay kia đoạn chỉ điểm cấp Chu Trân Ý Bảo. Ngươi xem, nhìn lần đầu đi qua, cảm thấy cùng nữ tính không sai biệt lắm đi. Chu Trân bản thân là nữ tính, liếc mắt một cái nhìn sang, tưởng thật cảm thấy này thoạt nhìn cùng nữ tử không sai biệt lắm. Đường Nguyên lúc này cũng là quay đầu rõ ràng vừa rồi nói muốn xem nhân là hắn, hiện tại quay đầu cũng là hắn. Giang Nhạc ngẩng đầu nhìn Đường Nguyên liếc mắt một cái, lại tiếp tục cùng Chu Trân nói: người mang theo bố đến sao? Quấn thủ kìm một chút nàng kia địa phương. Chu Trân vội dùng bản thân trên cổ tay quấn quít lấy bố, vòng đến bản thân trên tay, đưa tay bao lấy sau tham hướng về phía Tuệ Văn mấu chốt vị trí. Giang Nhạc ở bên cạnh giảng giải, Nam tử phía dưới dự lãnh sau có thể mang mặt sau hai cái cầu tắc hồi trong cơ thể, liền xem không rõ ràng. Cộng thêm thượng hai hình nhân ngay trước luôn là tương đối khéo léo, hiện thời không có hưng phấn đứng lên, liền nhìn không ra quá lớn dị thường. Tọa bà nghiệm nhân, tổng ngựa ngùng quá mức động thủ động cước, dù sao tuệ văn vẫn là cái ni cô, vẫn là một cái đến đây nguyệt sự sau, không có cùng nam tử thân mật tiếp xúc quá ni cô. Quay đầu chờ tọa bà đến đây, có thể tìm con chó đến, các điểm nước muối đi lên, cậu liếm liếm phía dưới liền hưng phấn, khi đó nghiệm thân tự nhiên liền cực kỳ rõ ràng. Bất quá này hành vi có chút khi nhục nhân. Chu Trân kinh dị sinh ra. Di. Tuệ văn kia ẩn ẩn có hai cầu nhập túi, trộm tạp trụ cái chảy xuống xuất ra, vụn trộm kiều lên, rõ ràng là nổi lên phản ứng. Đường nguyên đầu lúc này lại đã vòng vo trở về, đương nhiên thấy được tuệ văn giờ phút này phía dưới sinh ra biến hóa, mặt nhất thời đen một đoàn. Không nghĩ tới bọn họ liền nói như vậy nói chuyện, này tuệ văn cấp hưng phấn lên. Giang nhạc lạnh lùng liếc mắt từ từ nhắm hai mắt, hô hấp lại rất nhỏ dị thường tuệ văn. Bị bọn họ như vậy ép buộc, tuệ văn vừa bị dọa choáng váng, lúc này liền lại thanh tỉnh lại. Bị trước mặt nhân diện như thế đối đãi liền hưng phấn lên. Chu Trân căn bản chưa thấy qua như vậy, cái này ngốc ở đàn kia, quay đầu mê mang nhìn phía bản thân sư phụ. Gian nhạc thủ ngứa, chuẩn bị một lần nữa giải phong giải phẫu đao. Ta xem có một số người đó là bị nắm nhanh nha môn tiền, cũng bị cắt phía dưới mới được. Đường Nguyên đi theo hừ lạnh, lại lần nữa rút đao. Bẩn của ta thị huyết. Bẩn cũng đừng rút đao a. À. Tuệ Văn bị hai người như vậy nhất dọa, vội mở mắt ra đau khổ cầu xin. Hai vị thí chủ vạn vạn đừng động thủ. Chu Trân vừa rồi nghẹn thở sớm sẽ không có hiệu quả lực chú ý ở tại nhị hình nhân thân thường, nhưng là cũng bất chấp này cái cổ quái hương vị, còn lượng để mắt hỏi bên cạnh hai người. Muốn thiết sao? Có thể ta đến thiết sao? Tuệ văn mặt đều tái rồi. Giang nhạc vốn là tức giận, khả nghe xong chu trân lời này lại cười rộ lên. Đừng không cần, ô uế tay ngươi. Người này khỏa chăn cấp mang theo. Viên đại nhân tọa bà cũng nên chạy tới. Nếu là không tới, chúng ta liền mang theo nhân ở phía trước chờ. Hai người ào ào gật đầu. Đường Nguyên phụ trách dùng chăn khỏa nhân, còn đem ra giường lấy trói nhân. Đem nhân khỏa nghiêm nghiêm thực thực, đường Nguyên chán ghép kép bỏ nhìn nhìn tuệ văn, cuối cùng vẫn là đem nhân khiên lên. Đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 74 Có thể biết nhất kiện chân tướng tính nhất kiện. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Một hàng ba người còn khiên một cái chăn cuốn, đi đến nơi nào đều sẽ cực kỳ làm người ta ghé mắt. Mới vừa đi đã có nhân thường lui tới địa phương, đường nguyên liền ý đồ dùng cuốn lên tuệ văn cấp bản thân che một chút mặt. Đáng tiếc hắn rất cao, khiên nhân, nhân cũng không phải thẳng tắp. Này căn bản là không có cách nào khác ngăn trở mặt mình, ngược lại là dẫn tới nhân càng nhìn nhiều hắn hai mắt tức thời liền có ni cô tiến lên đây hỏi đây là có chuyện gì. gian nhạc lúc này là dùng nữ trang hóa trang đến đây cái chấp tay. Làm phiền sư phụ tìm một chút chủ trì, sự tình một chút khó có thể nói rõ, sợ là muốn đi đằng trước trước mặt mọi người mặt nói mới được. Danh vọng, đã nói là Vĩnh Châu quyết tạo giang nhạc lĩnh mệnh tiến đến tra án. Khi ni cô ngẩn ngơ, do dự nhìn nhìn kia cuốn lên chăng. Này! Nàng vẽ mặt mang theo bất an, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào. Ai bảo trước mặt gian nhạc xem thực tại không giống như là một cái quan, chẳng sợ cử chỉ làm ra còn như là nam tử, nhưng này mặt xem còn sinh nộn thật sự. Đường Nguyên gặp người bất động, cuối cùng mở miệng. Ngươi cũng biết gây trở ngại quan sai phá án, hội có hậu quả gì không? Trong lời của hắn mang theo một tia uy hiếp, còn có một tia lãnh ý, nhưng trước mặt ni cô cuối cùng phản ứng đi lại trước mặt này khiên nhân, vô luận thế nào đều không có khả năng là người bình thường này bần ni phải đi ngay ni cô nói một tiếng sau vội vàng chạy đi tìm chủ trì nàng bước chân bay nhanh trên đường còn quay đầu nhìn liếc mắt một cái gian nhạc ba người không biết là ở sợ cái gì hơi nhếch môi quay lại đi nhanh hơn bản thân bước chân chạy đến càng thêm nhanh chút lúc này tuệ văn là một lát không dám động trong chăn nàng quần áo hỗn độn một khi lộn xộn điều xuất ra, kia tức thời chính là chịu khổ vây xem. Đối với phần lớn chịu nữ tử dậy lớn lên hắn mà nói, nhục nhã ý tứ hàm xúc quá mạnh mẽ. Giang nhạc cùng đường nguyên gặp có người đi gọi người, lập tức bước ra bước chân, hướng tới đằng trước đi. Tan bà cùng trịnh bà vừa đến tam bản am không bao lâu. Hai người đều cầm bao vây, ở kém lại dẫn dắt hạ vào tam bản am, đang ở cùng tam bản am ni cô nói chuyện tan bà ngày thường liền thảo hỉ, nói chuyện cùng lao mật đường giống như. Ai, sư phụ bộ dạng thật đúng là hảo, xem liền mặt mũi hiền lành. Ta đây gã đi Vĩnh Châu sau, khó được trở về một chuyến, nghĩ tới nghĩ lui, đã nghĩ tới chỗ này bái một chuyến, trụ một chuyến, dính điểm tam bản am Phật khí. Này đều buổi tối mới vội vàng chạy tới, đánh cho chính là ở một đêm chú ý. Ni cô lại không tốt đem nhân đuổi ra đi, hiện tại lại lộn trở lại, cũng là quá mức chậm, thiên đều phải toàn ám, liền cùng các nàng nói xong. thí chủ có tâm, này ta còn muốn đi thông báo một tiếng. tang bà khoan khoái gật đầu. đương nhiên đương nhiên, phiền toái a. ni cô hướng tới tang bà hành lễ, hướng tới nội bộ đi đến. này đi mới không đi rồi vài cái bước, một đám người mang theo ồn ào thanh hướng tới này tam bản am đằng trước đi tới. ni cô ngẩng đầu, nhìn về phía đám người, không hiểu bước lên phía trước hỏi trong đó một người. Đây là như thế nào? Người nọ thấy là người một nhà, chạy nhanh cùng nàng nói một chút tình huống. Nghe nói là quan lão gia phụng mệnh đến phá án, cũng không biết làm sao có thể mặc nữ tử quần áo, còn kém điểm bị cho phép trọ xuống. Bên cạnh một người phỏng đoán hỗ trợ bổ sung một câu. Khẳng định là không nghĩ đã thảo kinh xà, bằng không lời nói, sao có thể giống như vậy cải trang tiến đến nhất định là mang theo nhân trực tiếp thượng tam bản am yếu nhân đến đây. Mấy người nghĩ như vậy, quả thật như thế. Giang nhạc mang theo nhân đi vào, thấy được tan bà còn kinh ngạc một chút, lập tức nhớ tới, tan bà thật là không thay phiên công việc, đúng là trở về Triều Châu. Không nghĩ tới viên nghị đúng là đem nàng cũng phái người đi lại. Tan bà bên cạnh còn có một vị phụ nhân, xem cùng tan bà có chút giống, chỉ sợ cũng là Triều Châu bản thân tọa bà đường nguyên đem nhân hướng trên đất nhất ném dừng một chút mở miệng ta đi thay quần áo thể trạng cường tráng nữ tử mở miệng là giọng nam người kia nhất nghe liền nghe xuất ra lại là xem trên đất kia bị trói nhân lại là nhìn về phía đường nguyên trong mắt đều mang theo tò mò cùng nghi hoặc vây xem nhân là càng ngày càng nhiều đường nguyên tức thời quyết định đi trước một bước giang nhạc nhìn xem nhìn nhìn bản thân quần áo còn có nhà mình đồ đệ nữ trang ho khang một tiếng đè thấp thanh tuyến tan bà ta cùng đồ đệ chỉ sợ cũng cần tạm thời đi đổi một chút quần áo tan bà nhìn xem gian nhạc sảng khoái đáp lại gian quyết tàu hiện tại liền mau đi đi bên trong này nhân ta cấp xem để sau chủ trì đến nói thẳng đó là gian nhạc gật đầu nói thẳng đi không rõ ràng đất liền chờ ta trở lại lại nói tan bà đi theo đáp lại gian nhạc mang theo chu trân cũng đi tìm địa phương đổi trở về bản thân quần áo. Cũng may Tam Bản Am không tính đại, các nàng mang đến hành lý lại ngay tại khách hành hương ở lại địa phương, rất là hảo tìm. Hai người thay xong quần áo trở về, chủ trì cũng đã ở đây, trừ nàng ở ngoài, còn có không ít ni cô cùng đồng dạng ở tại Tam Bản Am bên trong khách hành hương cùng tồn tại. Đường Nguyên đã tá rớt tóc giả, mặc được quần áo, dè dặt lại mặt mang khinh thường một lần nữa đứng ở một bên, một đao tử đem tuệ văn cuốn chăn cấp cắt, cắt chăng, bên trong chật vật tuệ văn đương nhiên là bị bại lộ xuất ra. Bên cạnh nhân hít vào một hơi, không nghĩ tới trong chăn lý là cái ni cô, càng không nghĩ tới này ni cô hiện thời bị buộc chặt thành như vậy, khi tăng lữ bào sam giờ phút này căn bản là vô pháp nhìn thẳng. Tuệ văn chật vật thật sự, đường nguyên cuối cùng rốt cuộc còn là có người tính, đem chăn trọng cái đến tuệ văn trên người. Sắc trời đã hoàn toàn ngầm hạ, tiền phương đại đường cũng là ánh nến chớp lên, chiếu sáng lên toàn bộ đại sảnh. Các loại pho tượng ở ánh nến hạ cùng ban ngày giống nhau rõ ràng, coi như đầy trời thần Phật giờ khắc này như trước đang nhìn ở đây mọi người. Vì thiện giả không có gì lo sợ, làm ác giả run run rẩy rẩy. Chủ trì theo đường nguyên chỗ kia đã đã biết toàn bộ sự tình chân tướng, nhìn thấy gian nhạc sau hướng tới nàng hành lễ. Nguyên lai là gian quyết tào, sớm có nghe thấy, niên thiếu hữu vi, A-di-đà Phật. Người nào đều phải nói bản thân một tiếng niên thiếu hữu vi, nhưng không ai biết nàng năm đó học bao nhiêu năm, nghiệm bao nhiêu thi. Giang Nhạc đối lời này cười trừ, cũng không giải thích bản thân vì sao lại lựa chọn một thân nữ trang xuất hiện tại nơi này, trực tiếp đáp lễ hỏi. Tam bản am có thể có nước muối, có thể có nuôi chó. Chủ trì trả lời có, sau đó sai người đi xuống thủ. Phía dưới có Ni cô nghe xong phân phó, rất nhanh sẽ lấy nước muối đi lại lại khiên một cái cẩu. Chủ trì giải thích. Chó này là nhiều năm trước đi đến Tam Bản Am, nguyên bản bụng đói kêu vang lại chịu đủ tra tấn, mau muốn ly khai, cũng may một phen tẩy trừ uy thực sau, cuối cùng là còn sống. Trong ngày thường cũng đều là bản thân đi ra ngoài kiếm ăn. Cẩu thân hình gầy yếu, xem ra trong ngày thường ăn thịt cũng không nhiều. Tam Bản Am cũng sẽ không uy cẩu ăn thịt, chó này bản thân kiếm ăn, nghĩ đến cũng ăn không quá no gian nhạc nhíu nhíu mày cũng chưa nói nói cái gì tan bà làm phiền ngươi tới cấp này tuệ văn nghiệm cái thân mình gian nhạc nhưng là muốn làm rõ ràng tiền hai lần tọa bà cuối cùng rốt cuộc là thế nào nghiệm thân mới có thể làm cho đều không có nghiệm ra người này cuối cùng rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân tan bà được mệnh lệnh tiến lên một bước đương trường nghiệm thân trịnh bà ở một bên đi theo tiến lên cũng thấu thượng đi hỗ trợ biết gian nhạc đây là lần đầu tiên chạm vào nghiệm thân cũng theo trước đó vài ngày sự tình đã biết gian nhạc tính tình tan bà đối gian nhạc hiện thời là khách khách khí khí tôn tôn kính kính gian quyết tào này nghiệm nữ tử thân vốn nên là ở trong phòng bính khai mọi người gian nhạc là biết đến hướng tới tan bà cười cười ta biết nhưng là nhị hình ít người gặp bực này ác liệt hành vi nhị hình nhân càng là hiếm thấy lúc này nhường mọi người trông thấy cũng đỡ phải về sau vô phòng bị chi tâm. Nhị hình nhân là cực kỳ hiếm thấy. Bản thân thế nhân đối với bực này sự tình biết đến tự ít đi. Đại đa số nhân xấu hổ cho nói bực này tử sự tình. Thế này mới hội gây thành cho tới bây giờ có mấy lần nghiệm thân không biết nam nữ loại tình huống này. Tan bà gật gật đầu. Nàng xốc lên chăn. Triệt hồi tuệ văn trên người cuối cùng che giấu đối tượng. Liền trước mặt mọi người mặc nghiệm đứng lên. Chủ trì thần sắc thật không đẹp mắt chủ trì bên cạnh vài vị ni cô đồng dạng như thế. Ở Phật tổ trước mặt can hạ chuyện như thế tình, đối với các nàng mà nói chính là tiết độc. Giang nhạc chú ý tới bên cạnh chủ trì sắc mặt khó coi, đem tầm mắt phóng tới tuệ văn trên người. Tam bản am là cái vật môn tịnh địa, trước mặt mọi người đến đều trong lòng tôn kính, không dám hơi có lỗ mãn, bởi vì đại đa số nhân, tâm là thiện, nguyện ý tin tưởng mọi sự vạn vật là tốt. Chủ trì nhìn về phía gian nhạc. Giang Nhạc tiếp tục nói. Khả trên đời này còn có một chút nhân, chính là trước mặt này thần Phật mặt, không nửa điểm kính sợ không nói, còn tất cả đều là xấu xa tư tưởng, thậm chí dùng này đó thần Phật làm ngụy trang, đến lừa gạt vô tội dân chúng, này phải là nhân làm việc sao? Có tín ngưỡng chẳng phải chuyện xấu tình, khả nương tín ngưỡng đến làm ác nhân, cũng không có thể bị xưng là người. So súc vật còn muốn súc vật. Chủ trì sắc mặt hơi mang hòa hoãn, chậm rãi hành lễ. A Di Đà Phật, thí chủ nói đúng. Tan bà nghiệm thân mình, rất là đơn giản. Nàng chính là xem nhân phía dưới có hay không trưởng một ít bất đồng vật. Giờ phút này cuối đầu vừa thấy, xác nhận có nữ vật, khả kia nam vật quá mức tiểu, có chút nữ tử phía dưới nếu là lượt có sưng, kia cũng không phải không có khả năng. Điều này làm cho nàng có chút không xác định, ngẩng đầu nhìn hướng về phía gian nhạc. Này! Giang quyết tào, trong ngày xưa không ít nữ tử muốn sinh con, cũng hoặc là có điều sưng, cũng không phải không có khả năng thành này tư thái. Giang nhạc nháy mắt mấy cái, nàng thật đúng không giải phẫu quá muốn lâm bồn nữ tử, bất quá có chút thi thể bành trướng hóa, phía dưới nhưng là cũng khả năng hình thù kỳ quái. Cho nên chỉ là xem, thật đúng nhận không ra người nọ là không phải là nhị hình nhân. Nếu là nhị hình nhân, điều này cũng quá nhỏ. Tang bà nhỏ giọng, sợ là tầm thường cũng không có cách nào khác làm cho nhân sinh đứa nhỏ. Tuệ văn kia hai cái cầu thật là tiểu, ước chừng là bị đông lạnh, hiện thời thoạt nhìn thật sự cực kỳ không rõ ràng, kia một căn hơi hơi khảm ở khâu bên trong, giống như là phía dưới có chút sưng, cũng không rõ ràng. Có thể hay không làm cho nhân sinh đứa nhỏ, không phải nói như vậy nhìn một cái có thể quyết định. Ráp dừng tẩm thượng nước muối, nhường cậu đi cách bối liếm liếm. Giang nhạc hạ tân phân phó trịnh bà vội theo bên cạnh đem trên đất bị đường nguyên chém thành mảnh nhỏ ra giường lấy lên nhúng dần nước muối sau đó túm cẩu chuẩn bị nhường cẩu đi liếm đi chó này đương nhiên không biết này đại biểu cái gì cái ý tứ bị túng thấu đi qua còn rất là ngốc hồ hồ ngửi ngửi xác định nghe thấy ra muối hương vị chó này còn tưởng rằng là cái gì cái ăn thật sự vương đầu lưỡi liếm thỉ đứng lên tuệ văn phát ra cổ quái tiếng kêu mãnh liệt hổ thẹn cảm làm cho nàng hận không thể hiện tại phải đi tử. Bố dưới không bao lâu liền hơi hơi nhếch lên. Tang bà nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, ngay cả khiên cẩu đi qua trịnh bà cũng là chấn động, hai người song song ngẩng đầu nhìn gian nhạc. Tang bà kinh hô. Người này thật là cái nam tử. Bên cạnh trịnh bà vội cấp sửa miệng. Không, là nhị hình nhân. Hiện thời ở đây tất cả mọi người là nhân chứng, trên đất bị trói đầy người chật vật, hãm sâu tuyệt vọng tuệ văn nhắm lại hai mắt. Này thế đạo chẳng phải sở hữu chính nghĩa đều sớm hay muộn sẽ tới đến. Giang nhạc đi lên tiền, một lần nữa đem chăn cấp tuệ văn cái thượng. Nàng quay đầu nhìn về phía chủ trì, hướng chủ trì hành lễ. Nhưng ta hy vọng, có thể biết nhất kiện chân tướng, kia liền tính nhất kiện chân tướng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 75 Nhân sinh bản không thú vị, toàn dựa vào nhân có tình. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio. Com. Ánh nến còn tại lắc lư. Trong đại đường mọi người trên mặt đều tự vẽ mặt không đồng nhất, trong lòng ý tưởng càng là phức tạp nhiều lắm. Tuệ văn này một chuyện tình, xem như chói lọi nói cho mọi người. Năm đó triều châu Ung Tình vừa chết, bên trong nghi vấn địa phương có chút nhiều. Chủ trì biết chuyện này đến tình trạng này không có bất kỳ địa phương có thể lại cho tuệ văn tiến hành nói xạo liền không người hướng tới gian nhạc đám người được rồi quỳ lạy đại lễ bần ni thân là tam bản am chủ trì lại bỏ qua bực này sự tình thật sự có tội bên cạnh nghị luận ào ào còn có ni cô rất là không phục nhà môn năm đó không tra ra chủ trì làm sao có thể biết bực này sự tình đâu chính là rõ ràng là tuệ văn vấn đề mà không phải là đại sư ngài vấn đề a đều là tuệ văn. Giang nhạc không nghĩ tới này chủ trì nói quỳ liền quỳ, vừa bỗng chốc cũng chưa có thể phản ứng đi lại. Hiện thời nàng nghe phản ứng đi lại, vội nâng dậy đến chủ trì. Hiện nay vẫn là trước đêm tuệ văn thay đổi quần áo giam giữ đứng lên, chờ sáng mai đưa đến nha môn mới là quan trọng hơn. Nàng vừa nói như thế, mọi người cảm thấy là này lý. Hiện nay đã là nên nghỉ ngơi hồi phục nghỉ ngơi hồi phục chuẩn bị đi vào giấc ngủ thời gian chủ trì ngẫm lại cũng là, đứng dậy phân phó ni cô nhóm đem khách hành hương trước đưa trở về, sau đó phối hợp gian nhạc đám người, đem tuệ văn thay đổi quần áo, một lần nữa trói hảo, an bày nhân trong coi. Chờ hết thảy xử lý hoàng, thời gian càng là trễ. Chủ trì trong mắt có mỏi mệt, nhưng vẫn cứ cường chống không nghĩ đi ngủ. Chờ trong đại đường mọi người tán không sai biệt lắm, tuệ văn nghĩ mà sợ ở nơi đó khóc, chủ trì mang theo gian nhạc đám người đi bản thân tiểu đường, đối với các nàng thế này mới ẩn ẩn thở dài sự việc này nói đến bần ni cũng có tội nghiệp mấy người đều nhìn về phía chủ trì chủ trì tiểu nội đường giống nhau xiêm áo phật tượng vẫn là khéo léo một ít tổng cộng có ba cái bên trên ngọn nến nhiên hương khói cũng là nhiên hết chủ trì trọng lại điểm hương lễ bái sau sát thượng sau đó lại là thở dài cùng gian nhạc đám người nói lên tuệ văn qua lại tuệ văn thật nhỏ liền đến đây Tam Bản Am. Tam Bản Am đã có thật đáng kể lịch sử, chẳng phải 5 năm 10 năm, mà là ít nhất có 20 năm hướng thượng, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, ngay cả chủ trì đều không biết nên từ chỗ nào tính khởi, chỉ trước mặt sau này có ghi lại mới bắt đầu chính thức quên đi. Khi đó, ta vừa mới lên làm chủ trì không vài năm, thấy đứa nhỏ này không ai sinh dưỡng, lạnh lùng ít lời, lại một mặt hung ác, liền nhận nàng, muốn rất giáo dưỡng nàng ngộ tính không tính cao khả cuối cùng rốt cuộc là chăm chỉ thật sự kinh phật một lần lưng không dưới vậy hai lần hai lần không được vậy tam lần chủ trì là thấy tuệ văn lớn lên nàng đối với sự tình trước kia có thật sâu hoài niệm tam bản am tối cùng thời điểm không có gì ăn ăn thượng đốn không có hạ đốn nàng còn tuổi nhỏ liền một người đi thảo xin cơm ăn Trở về hội hỏi ta, vì sao nhân hòa nhân sinh đến liền không giống với. Nhân hòa nhân sinh đến liền không giống với. Thiên coi như chưa bao giờ từng có công bằng thuyết. Chủ trì không có nói năm đó nàng là thế nào hồi tuệ văn, lại chuyển khẩu nói sau này. Sau này tuệ văn tính tình luôn luôn không xem như hảo. Triều Châu bị phong tỏa này cái ngày, tam bản am trải qua thật khổ. Dựa vào nội nhân còn có lương thực, dựa vào ven đất, căn bản không có bao nhiêu lương thực vốn là nghèo khó tam bản am lại là không thể gây cho nhân hy vọng chùa miếu trải qua sẽ có cỡ nào khổ gian nhạc vô pháp tưởng tượng chủ trì không có xem gian nhạc càng không có xem ở đây bất luận kẻ nào nhưng ở tối đói khác thời điểm hội làm gì đâu hội ăn thịt người a nghe nhân đều da đầu nhất ma bị vây vây khốn trong thành mọi người ăn trước nữ nhân lại ăn tiểu hài tử lại ăn lão nhân cuối cùng mới là nam nhân bọn họ lực đạo lớn nhất, cũng là cướp đoạt trong quá trình, nhất hung ác tồn tại. Chủ trì nói được rất nhạt mạc, thần Phật ở khi đó, là cứu không được nhân. Giang nhạc giờ khắc này nghe chủ trì lời nói, bỗng nhiên phát hiện thân là tam bản am chủ trì, hiện tại đúng là không tin thần Phật. Bên ngoài Phật tượng còn tại, tiểu đường lý hương khói còn tản mát ra nhàn nhạt đàn mùi. Khả nhân tâm, lại sớm không phải là năm đó nhân tâm. Tuệ Văn lúc ấy có một hồi trở về, tính tình trở nên cổ quái, lại sau này Triều Châu được cứu trợ, thân thể của nàng tử lại trở nên kỳ quái. Nàng đã tới tìm ta. Chủ trì ngữ điệu không từng biến quá, ta nói đã còn sống, sống sót, vậy tốt lắm. Giang nhạc hoạt kê, nàng không biết nên như thế nào nói tiếp. Chu Trân nghe, mơ hồ minh bạch năm đó Tuệ Văn đã trải qua sự tình gì. Nàng đi theo trầm mặt không nói sau này tuệ văn xảy ra sự tình, ta đoán được, khả nàng khóc cầu ta, ta lại thật sự không đành lòng thấy nàng cứ như vậy đi tìm chết. Nàng đều sống qua một kiếp, ta liền đem nàng giao cho tọa bà. Ra ra, nàng tử, ra không đi ra, ta liền làm cho nàng cả đời không thể ra tam bản am. Chủ trì nói như vậy. Nàng ở đổ, hơn hai năm trước, đổ thắng. Đường nguyên giờ khắc này ra tiếng. Tiền triều từng có một trận chiến vây thành gian nhạc tầm mắt chuyển hướng về phía đường nguyên. Đường nguyên nhìn thoáng qua gian nhạc, lại đem ánh mắt nhắm ngay cũng không có nhìn về phía của hắn chủ trì. Ba vạn nhân thành trì bị vây thủ, cuối cùng sống sót 400 nhân. Không một người phản thành. Toàn bộ dựa vào ăn thịt người còn sống. Ăn thịt người, đói khát, ôm dịch, tiền triều kia tràn chiến dịch thảm trạng, đến nay còn có ghi lại. Chủ trì tuy rằng không có xem đường nguyên, nhưng vẫn là đang nghe đường nguyên nói chuyện đường nguyên mở trào phúng sống sót nhân là trên trời làm cho bọn họ sống sót sao không là chính bọn họ mà năm đó tam bản am lý sống sót nhân giống nhau là dựa vào bản thân sống sót vô luận bọn họ thực hiện là đúng hay sai bọn họ sinh tồn bản năng nói cho bọn họ biết muốn sống hắn đối tuệ văn cũng không có này có hay không đều được tình cảm mà tuệ văn làm bẩn đàng hoàng nữ tử đó là tuệ văn bản thân làm tử có người buộc nàng làm bẩn sao nàng là vì không làm bẩn sẽ tử sao đều không phải chủ trì thân mình run rẩy đường nguyên không có rút kiếm hợp với võ kiếm cử hướng về phía tiền phương ba tòa phật tượng nâng lên hàm dưới trong lòng không có thần phật nhân mặc dù là tế bái vạn năm vẫn là không có phật tính ra vẻ đạo mạo như là bao hàm thiện ý kỳ thực đều là một đám dối trá người hắn ngã ngớn bản thân lông mày lời nói rất là khiếm đánh lại tự câu chữ câu trạc nhân tâm người này cùng nhân sinh xuống dưới là cũng không đồng lại có người mặc dù trải qua so tuệ văn thảm thiết nhất vạn lần đều sẽ theo vũng bùng lý bò ra đến chân thải hoa sen đi chạm vào nhật nguyệt kiên quyết sẽ không chờ hết thảy bình thản sau làm hạ ngay cả súc sinh cũng không như sự tình chủ trì ngài phật tâm đi theo tuệ văn cùng nhau, sớm sẽ không có. Chủ trì bản cũng có chút tuổi, nghe xong đường nguyên lời nói, thân mình hơi hơi suy sụp hạ, như là càng lớn tuổi 10 tuổi. Có tâm lời nói, đó là nê giống đều có thể nhìn xuất thần Phật. Vô tâm nhân, chính là kim giống đều có thể thấy ác quỷ lấy mạng. Đường nguyên khóe môi cười lạnh, chủ trì trong mắt, nhìn đến là cái gì đâu. Ngươi có thể có ở trong đó, nhìn đến quá ôn tình đâu gian nhạc cảm thấy bực mình thân mình khẽ nhúc nhích mới đột nhiên phát hiện vừa rồi bản thân nghe đường nguyên lời nói ngay cả hô hấp đều trong lúc nhất thời quên đường nguyên ở đổi đứng lên nhân khi này người khác nghe đều nhịn không được trong lòng sướng thích chủ trì này cái nói một câu câu đều ở thay tuệ văn thoát tội gian nhạc nở nụ cười theo từng chút hậm hực trung thoát ly ra chúng ta quả thật là nên biết phạm tội người đi qua trải qua bao nhiêu sự tình này mới đưa đến sau này nội tâm vạn vẹo. Đối với chúng ta không có không cần thiết đi đồng tình, ít nhất ở tuệ văn Việt này bên trong, cung tình là vô tội, mới là tối nên đồng tình. Chủ trì thân mình đẩu, trong hai mắt nước mắt dừng không được rơi xuống. Nàng không khóc ra tiếng âm, là không tiếng động ở đàn kia bi thống. Không biết là còn tại bi thống tuệ văn, vẫn là bắt đầu bi thống bản thân đi theo đánh mất lương tri. Ở chuyện này kỳ thực chủ trì có cảm kích đến xem, tam bản am kinh này một hồi, sợ là phải thay đổi một vị chủ trì. Châm hương khói, khói nhẹ lượng lờ bay lên. Màu đỏ ngọn nến, ánh nến chiếu sáng lên toàn bộ phòng, khắc ở mỗi người trên mặt, vào mỗi người trong mắt. Ba tòa Phật tượng, ở bất đồng nhân trong mắt quả thật là bất đồng bộ dáng. Nhân tâm là bộ dáng gì, nhìn ra đối tượng liền là bộ dáng gì. Chủ trì tu hành nhiều năm như vậy, lại sao lại không rõ đường nguyên này cái nói đạo lý nhưng mà đến hiện nay bộ, hết thảy đều chậm, hết thảy đều rốt cuộc trở về không được. Đường Nguyên A cười một tiếng, xoay người rời đi. Thừa lại mấy người biết lại lưu lại cũng không ý nghĩa, đi theo cũng cáo từ chuẩn bị đi nghỉ ngơi, chờ ngày mai chính thức xử lý tuệ văn một chuyện. Ở đi ra tam bản am chủ trì tiểu đường phía sau cửa, chu trân trong đầu còn có bắn tỉa buồn, khả còn không biết bản thân vì sao trong lòng khó chịu. Nàng nhỏ giọng cùng gian nhạc nói xong sư phụ, Triều Châu mấy năm nay, mọi người đều không dễ chịu đi. Giang nhạc nghĩ nghĩ, xoa nhẹ một phen chu trân tiểu đầu. Nhân sở dĩ so súc vật cao nhất đẳng, là vì có câu đức tồn tại, cũng hội theo đuổi vật chất cùng tinh thần tiến bộ. Còn sống vốn là nhất kiện thật vất vả sự tình, bởi vì sẽ có đủ loại kiểu gián nhân, đủ loại kiểu gián sự tình. Chu Trân nhíu mày. Khi như vậy đến xem, còn sống cũng thật không có ý tứ là không có ý tứ. Giang Nhạc cười tán thành Chu Trân lời nói, lại bổ thượng khác một câu nói, cho nên cả đời này, chúng ta đều có thể dùng đến đi tìm một ít có ý tứ sự tình. Đến một ngày nào đó, ngươi hội rất bất ngờ phát hiện, trên đời này sẽ xuất hiện một người, hoặc là một sự kiện, cho ngươi cảm thấy sau này ngày là đáng giá chờ mong. Sau này ngày là đáng giá chờ mong. Chu Trân còn tuổi nhỏ, còn không thể hoàn toàn lĩnh hội Giang Nhạc lời nói khả trong đáy lòng nàng ở giờ khắc này, vẫn là minh bạch một chút sự tình. Nàng liếc mắt đằng trước đi tới đường nguyên, tiếp tục nhỏ giọng cùng gian nhạc nói xong. Sư phụ, ta cảm thấy đi theo ngươi học này nọ, về sau này cũng rất đáng giá mong đợi. Giang nhạc nghe xong chu trân lời này, càng là cười đến khoan khoái. Khi mà khi nhiên. Phía trước đường nguyên lỗ tai hơi hơi nhúc nhích. Phía sau lời nói, hắn toàn bộ đều nghe xong đi vào, không có rơi xuống bất cứ cái gì một câu. Hôm nay thiên thượng không có bao nhiêu vân, tinh quang có thể chiếu ra nhân bóng dáng. Hắn xem bản thân bóng dáng, bỗng nhiên phát hiện, đi qua ngày coi như chính là một ngày như vậy thiên đi qua, có một chút chuyện thú vị, có một chút thảm thống sự tình. Khả ở gặp được gian trường nhạc sau, về sau ngày, quả thật là làm cho hắn có một điểm mơ hồ chờ mong. Này thời gian chuyện đã xảy ra, thật bình thường. Khả hắn làm ra sự tình, nhất kiện hai kiện là hắn đi qua chưa bao giờ nghĩ tới bản thân hội làm. Nghĩ đến điểm này, hắn bên tai mang theo một tia rất nhỏ nhiệt độ. Trụ mắt xuống, trong lòng hắn lại mang theo một điểm buồn bã, nếu hắn không phải là kinh thành đề hình sử, không phải là rời đi đường gia đường nguyên, gặp được gian nhạc sau, hết thảy có lẽ sẽ có phát triển khác đi. Sẽ là vui cười đùa giỡn, sẽ là nâng cốc nói chuyện vui vẻ, sẽ là gặp nhau hận trễ. Đường nguyên nắm chặt thị huyết, luôn cảm thấy giờ khắc này thị huyết có thể gây cho hắn một tia độ ấm. Hắn cả đời này, chỉ phải là trở thành đế vương lính hầu. Cúc cung tận tụy đến chết mới dừng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 76 76 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mọi người thích bản thân yên lặng hạt tưởng, coi như suy nghĩ nhiều, bản thân có thể nghĩ thông suốt đường nguyên vừa mới trong lòng nổi lên nho nhỏ ngọn lửa, rất nhanh lại đem về điểm này nho nhỏ ngọn lửa kháp điệu, còn ý đồ muốn lấy điểm thổ điền mai điệu này ý niệm, nhưng hết thảy sự tình nhẹ nhàng bân quơ, hoặc là hào không giấu vết đi qua. Khả gian nhạc không giống với. Gian nhạc thượng có thể lấy đao đối phó ác đồ, hạ có thể nữ trang một trận cười duyên, trong ngày thường ngoài miệng cái gì đều dám nói, chỉ cần nàng muốn nói, nàng sẽ không cảm thấy có cái gì không thể nói, tỉ như hiện tại nàng cùng chu trân hàn huyên hai câu sau bước nhanh đi rồi hai bước đến đường nguyên bên cạnh nghiêng đầu xem đường nguyên đường tu uyên ngươi vừa rồi những lời này nói được đặc biệt hảo ta hận không thể ở bên cạnh cho ngươi kỳ cổ hò hét đáng tiếc không có kỳ cũng không có cổ đường nguyên có chút lãnh đạm ân gian nhạc tiếp tục cười hì hì nói xong có người trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường Người này những người đứng xem nhìn xem là nhất thanh nhị sở, khó trách hội trở thành kinh quan. Đường Nguyên Vi hơi nhíu mày, vẫn như cũ rất lãnh đạm. Ân. Chu Trân cảm thấy nàng sư phụ có chút khoa quá mức, hoàn toàn ở nóng mặt thiếp mặt lạnh, nhìn đi chỗ khác căn bản không muốn nhìn đi xuống. Giang nhạc cảm thấy đường Nguyên vừa rồi còn cao cao tại thượng, miệt thị hết thảy thái độ trào phúng con người toàn vẹn, hiện tại tự thành lạnh lùng không muốn nói nói, lại bởi vì bị trắng ra khích lệ mà kiêu ngạo lên bộ dáng, đặc biệt như là một cái đại hình mèo rừng. nàng trong lời nói mang theo càng đậm ý cười. nhân sinh trên đời, ít có thông thấu a. À. đường nguyên hừ nhẹ một tiếng. gian quyết tào cuối cùng rốt cuộc là muốn nói điều gì? hừ về hừ, nhưng là biểu cảm vẫn là mang theo rất cao ý. nếu là có đuôi, giờ phút này tất nhiên kiều đến thiên đi lên. gian nhạc cười ra tiếng âm đương nhiên là muốn nói, có rảnh cùng đi hoa lâu uống rượu sao? Ta mời khách, ngươi trả tiền. Chúng ta uống cái thống khoái, nói chuyện tâm tình, tâm sự sự, vụn trộn không nói cho người khác biết. Đường Nguyên bước chân dừng lại. Hắn ngữ khí mang theo một loại cực kỳ vi diệu cảm xúc. Giang quyết tàu luôn là thượng hoa lâu, không tốt lắm đâu. Giang nhạc đi theo dừng lại, nghĩ nghĩ. Ta đến nay mới thôi chỉ thượng quá một lần hoa lâu, dùng tổng cũng không tốt lắm đâu. Đường Nguyên tăng thêm ngữ khí. Giang Trường Nhạc, Giang Quyết Tào, ngươi không chỉ có muốn thượng hoa lâu, còn không có tiền, còn tưởng muốn giật dây một vị khác quan viên cùng tiến đến, còn nói lén, biết đây là vấn đề gì không? Vấn đề khả lớn đi. Giang Nhạc trong đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy hình như là có chút không quá thỏa đáng. Theo nào đó trình độ đi lên nói, Đường Nguyên là đề hình tư nhân, nàng là hình tào, cũng chính là hình bộ phía dưới nhân. Cũng là hợp tác quan hệ, lại là cho nhau kiềm chế quan hệ, cùng nhau nâng cốc nói chuyện vui vẻ, bị người trạt đi ra ngoài không tốt lắm. Cân nhắc xong rồi, nàng lại cảm thấy có chút buồn cười, đường nguyên như thật sự tưởng muốn cùng nàng giới hạn hoa phân rõ ràng, lại làm sao có thể viết cái gì khế ước, lại làm sao có thể có công việc muốn xử lý dưới tình huống, đến nàng nơi này ở nhiều thiên. Chủ trì ở tuệ văn sự tình thượng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đường nguyên ở hắn cùng nàng trong lúc đó sự tình, tự hồ cũng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đừng không phải là bởi vì bản thân đã cứu hắn. Giang nhạc nháy mắt mấy cái, hỏi đường nguyên. Đây là một cái ta nghĩ muốn ngươi hối lộ ta, còn muốn ngươi chủ động điểm vấn đề. Dù sao cũng là ngươi tiêu tiền. Đường nguyên bị gian nhạc nghẹn trụ, bị lời này khí đến, phủi tay rời đi. Chu Trân ở phía sau một trận cười trộn nghe được tiếng cười đường nguyên bước chân càng thêm nhanh rõ ràng là khí đến khả khóe miệng không tự chủ liền là muốn dơ lên gian nhạc theo đi lên ở phía sau vội hô đường tu uyên chớ đi nhanh như vậy a à, buổi tối trụ cùng nhau đều là tiện đường ngươi đi nhanh để sau còn không phải phải chờ ta nhóm đến tài năng cùng nhau ngủ hạ nói rất đúng khả đường nguyên chính là mặt kệ trái lại tự ở phía trước đi vì thế vài người là càng chạy càng nhanh đến phía sau đều chạy tới, rất nhanh chạy tới khách hành hương ở lại đất. Vào phòng, Giang Nhạc thở phì phò mắt trợn trắng. Ta nói đường tu uyên, ngươi này tính tình, không chú cô sinh đều không có khả năng. Cũng tựa như ta như vậy tỳ khí tốt có thể nhân nhượng ngươi. Đường Nguyên hoài nghi bản thân lỗ tai ra vấn đề. Ngươi tỳ khí hảo. Giang nhạc gặp đường Nguyên đoạn sau lộ đến bây giờ cuối cùng là để ý tới bản thân, khoảng khí cười hì hì lại nhắc lại chuyện xưa cho nên đi hoa lâu uống rượu không? Nhưng trác tam thỉnh cũng xong, hắn khẳng định toàn không ít tiền. Đường nguyên miếng môi, buồn hừ một tiếng. Giang nhạc cũng không thực tính toán biến thành đường nguyên tức giận, hiện thời quá muộn, phải là đi vào giấc ngủ thời gian, nàng liền không lại ép buộc đường nguyên. Tốt lắm, tốt lắm, trước ngủ, hết thảy sự tình, ngày mai lại nói. Ngày mai lại nói vĩnh viễn là tốt lắm kết thúc đề tài một câu nói đường nguyên giống nhau biết thiên đã tối muộn xem như ứng nói quyết định ngày mai lại nói việc vài người hơi làm thu thập rất nhanh liền chuẩn bị ngủ này đơn sơ địa phương gian nhạc ngủ ở bên trong bên trái một cái chu trân bên phải một cái đường nguyên bởi vì hôm nay tuệ văn sự tình gây cho ba người trong lòng đều có sở đánh sâu vào ba người nhắm mắt lại sững sờ là rất nhanh sẽ đã ngủ nhất nhắm mắt vừa mở mắt bên ngoài điểu tiếng kêu trung tiếng chung một đạo truyền tới. Trên giường ba người mở mắt ra, rất nhanh đứng lên, ào ào xuất môn rửa mặt chuẩn bị đứng lên. Giang nhạc còn chưa có cùng đường nguyên giống hiện thời như vậy cùng nhau đứng lên quá. Nguyên bản còn trong đầu mang theo 10 phần vây ý, nhưng Giang Nan nghĩ hôm nay muốn xử lý sự tình rửa mặt chải đầu nàng, nhìn thấy đường nguyên thu thập chính hắn bộ dáng, cả người đều có điểm hoảng hốt. Nàng chỉ thấy đường nguyên, đầu tiên là rửa mặt đánh răng, lại là cho trên mặt lau sương, lại là cho trên tóc lau này nọ, lại là lại cấp bản thân sau tay cùng thủ cắt đốt ngón tay thượng lau này nọ. Ân, ừ, cả người đều tản mát ra mùi hương thoang thoảng. Giang nhạc ngẫm lại bản thân, lại nhìn xem bên cạnh giống nhau đơn giản xử lý chu trân, liệt này mặt, mặt không biểu cảm hỏi nhà mình đồ đệ. Người nói có một số người có phải không phải sinh sai lầm rồi giới tính, kỳ thực phải là cái tinh xảo nữ tử. Đường Nguyên ở bên cạnh nghe thấy được, trở về nàng một câu có một số người khẳng định là sinh sai lầm rồi giới tính. Hai người liếc nhau, đều lôi kéo ra giả dối tươi cười, cười. Giang trường nhạc. Đường đại nhân thật đúng là hội thu thập bản thân. Đường nguyên. Giang quyết tào thật đúng là tương đương tùy tính. Ánh mắt chém giết không hai giây, giang nhạc dời đi chỗ khác mắt. Người vóc người rất cao chút, sợ là lần sau mặt nữ tử quần áo, cần giảm giá chân. Đường nguyên. Lại là sáp đao, lại là cứng cỏi muốn đánh, quả nhiên là sinh sai lầm rồi giới tính. Ba người theo trong phòng chuẩn bị cho tốt đi ra ngoài, đi rồi không vài bước, liền gặp đồng dạng đêm túc tam bản am tan bà cùng trịnh bà. Tan bà cùng trịnh bà thức dậy so với bọn hắn ba người còn muốn sớm, thấy nhân sau ào ào hướng tới bọn họ vấn an. Giang nhạc trở về nói, hỏi các nàng tuệ văn. Này tuệ văn các ngươi nhìn quá nàng không có. Có chút ngoài ý muốn là, tang bà cùng trịnh bà thật đúng là sáng sớm nhìn qua tang bà cùng gian nhạc nói xong đi này ni cô am bên trong sư phụ cơ bản đều là tốt thủ nhân cả một đêm gặp chúng ta đến đây còn cười hỏi chúng ta hai câu buổi tối ngủ ngon không tốt trịnh bà gật gật đầu này tuệ văn chỉ sợ là cả đêm không có thế nào ngủ ngon mí mắt thủng phải cùng cái gì dường như chúng ta vừa vào cửa nàng liền trợn mắt thấy là chúng ta hai cái nói cái gì đều giảng không ra chính là lại khóc lên hiện tại khóc lại có chỗ lợi gì đâu gian nhạc lắc đầu thôi mang theo nhân chúng ta hội nha môn đúng rồi còn muốn mang theo này tam bản am chủ trì mấy người đáp lại chờ thêm một đoạn thời gian nhân toàn bộ tề còn dùng điểm cái ăn gian nhạc mang theo sở hữu này nọ dẫn nhân đi ra tam bản am viên nghị không hổ là có thể tuổi còn trẻ thi được tiến sĩ nhân cũng không hổ là như thế tuổi coi như thượng triều châu tri phủ nhân gian trường nhạc mang theo một đám người tới cửa khi cửa đã có hai cái kém lại mang theo hai chiếc xe ngựa ở chờ đợi trong đó một cái kém lại thấy gian nhạc cùng đường nguyên lập tức tiến lên hành lễ gặp qua gian quyết tàu gặp qua đường đại nhân hai người gật đầu kém lại hướng về mấy người giải thích viên đại nhân nói mặc kệ án tử có hay không tiến triển gian quyết tàu nơi này nhiều người tất nhiên là cần xe ngựa vì thế liền nhường cấp dưới hai người mang theo xe ngựa đến chờ đợi nếu là cần có thể trực tiếp dùng tới gian nhạc không thể không bội phục viên đại nhân có tâm bên cạnh đường nguyên cũng nhẹ nhàng gật đầu viên nghị quả thật có tâm mấy người phân hai chiếc xe ngồi trên như vậy đi hướng về phía triều châu tri phủ triều châu tri phủ khoảng cách tam bản am có chút khoảng cách đường này thường vẫn là nhấp nhô tri phủ xe ngựa tuy rằng cũng không tệ, bất quá cũng tốt không đi nơi nào. Viên nghị lại không có gì tiền bạc, Triều Châu cũng không có bao nhiêu tiền bạc. Giang nhạc thanh tĩnh không thú vị, xốc lên xe ngựa bố liêm nhìn về phía bên ngoài. Ven đường xa xôi nhìn lại, tình thế, ruộng đất, không ít, bên trong đã là có người ở xử lý này cái ruộng tốt. Sớm như vậy canh giờ, đúng là còn có hài đồng ở bên ngoài buông chạy hoặc nhìn hết thảy đều cực kỳ bình thường đơn giản. Thế gian này cái dơ bẩn sự tình, ở những kia cái vừa nhìn đi qua không có giới hạn lục sắc màu vàng tình thế, ruộng đất, cùng màu lam trên bầu trời, cũng không thấy. Vốn là nên là như vậy. Giang nhạc khóe môi phát họa. Bất kể là nàng vẫn là đường nguyên, vẫn là viên nghị, vẫn là đã từng thống trị triều châu sáu năm lửa côn, chẳng sợ ước nguyện ban đầu là có vô số phức tạp, đều là hy vọng này bình thường hết thảy như trước mắt chứng kiến như vậy mạnh khỏe ngồi không thú vị xem bên ngoài cũng không có bao nhiêu sai biệt biến hóa cảnh sắc lại giống như rất thú vị đường nguyên trên đường nhìn gian nhạc rất nhiều lần cuối cùng lựa chọn nhắm lại bản thân hai mắt nhắm mắt dưỡng thần tiếng vó ngựa đát đát cuối cùng là đến triều châu nha môn xe ngựa đứng ở nha môn cửa mọi người xuống xe kém lại đè nặng tuệ văn mang theo chủ trì đi vào gian nhạc cùng đường nguyên đám người còn lại là bị khác kém lại dẫn đường dẫn hướng về phía bên trong này triều châu trong nha môn đi hai bước có thể nghe đến một dòng hoa lan mùi mùi cũng không quá phận cũng là lúc nào cũng khắc khắc đều ở gian nhạc nghe thấy một hồi lâu mới thói quen này hương vị chỉ chốc lát nữa lại cảm thấy mũi thở lý lại có một cổ tân mùi chờ đi tới phòng cửa gian nhạc thấp giọng ghé vào đường nguyên bên người không nín được mở miệng nơi này hoa lan loại cũng nhiều lắm điểm, hiện thời cảm thấy trên người ngươi hình như có giống như vô mùi hương thoang thoảng dễ ngửi hơn. Đường nguyên ngày thường chỉ là bản thân ngửi thoải mái, nơi nào nghĩ còn sẽ có người như thế trắng ra cùng hắn nói trên người hắn mùi dễ ngửi. Trên mặt hắn biểu cảm có chút phức tạp, trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì hảo. Chu Trân nhìn quanh một chút, tuy rằng phân không rõ cái gì cây cùng cái gì cây, cũng là niên thiếu thiên tính cho phép, này mùi hoa vị thật dễ ngửi cá nhân là có người yêu thích ba người cứ như vậy bước vào phòng viên nghị ở trong đầu nghe được chu trân lời nói nâng lên mắt thấy từ trước đến nay ba người tức thời đứng dậy gian quyết tào đường đại nhân đường nguyên quan chức cao hơn hắn viên nghị hướng tới hắn hành lễ mà gian nhạc còn lại là hướng viên nghị hành lễ viên nghị đi hoàng lễ hướng tới phía sau chu trân nói tiểu công tử nếu thích để sau coi trọng cái nào liền trực tiếp cầm lại đi. Chu Trân vội xua tay. Không không không, tiên đại nhân lần trước đưa sư phụ kia bồn, nếu không phải là trong nhà vân tẩu dưỡng, không biết sẽ bị đạp hư thành bộ dáng gì nữa. Ta cùng sư phụ đều không am hiểu dưỡng này đó hoa cỏ. Thịnh sinh ở bên cạnh hầu hạ, bưng nước trà cấp mấy người. Khi có thể dùng hoa lan làm điểm hương túi. Cũng là cực kỳ dễ ngửi. Chu Trân bị hai người này khách khí kính dọa đến, hướng giang nhạc chỗ kia chuyển giật mình. Không xong không xong. Giang nhạc biết viên nghị là hội làm người, nở nụ cười. Viên đại nhân quá mức khách khí, ta đây đồ đệ trong ngày thường dùng là hương túi đều yêu dùng trung thảo dược, tính tình cổ quái cùng thường nhân bất đồng. Chúng ta bây giờ còn là trước tiên là nói nói ôn tình cùng tuệ văn sự tình. Viên nghị cũng biết chính sự quan trọng hơn, tức thời gật đầu. Giang Quyết Tào nói là Mấy người sau khi ngồi xuống, Giang Nhạc liền đem toàn bộ sự tình chân tướng cùng viên nghị nói Này án tử nói đến nói lên, cũng chính là về điểm này sự tình, trong đó duy nhất đặc thù, chính là cái kia hai hình người Viên nghị nghe biết sự tình tiền căn hậu quả Như thế quả thật có chút hiếm thấy Này Tuệ Văn dĩ nhiên là hai hình nhân, nghe những điều chưa hề nghe, nghe những điều chưa hề nghe Giang Nhạc gật đầu Đường Nguyên ở bên cạnh nghe, luôn luôn không có nói bản thân bất cứ cái gì cái nhìn, chỉ là cúi đầu uống trà. Giang Nhạc cảm thấy đến không nên nói là nghe những điều chưa hề nghe, chỉ là đây là hiếm thấy chút. Hiện thời loại chuyện này đã xảy ra một cái, về sau nếu là lại có cái thứ hai, bên kia hảo có đối chiếu. Lại nhắc đến, này Triều Châu chuyện năm đó, đến nay vẫn là để lại rất nhiều tai họa ngầm, 6 năm đi qua, khó có thể trừ tận gốc viên đại nhân vẫn là cần lo lắng lo lắng phương diện này sự tình. Viên nghị biết gian nhạc ý tứ, lúc này gật đầu đáp lời. Quả thật, sự việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Nếu là gian quyết tàu có ý kiến gì, khả ngàn vạn muốn nói với ta. Gian nhạc gật đầu. Viên nghị nhìn về phía bên cạnh đường nguyên. Đường đại nhân khả có ý kiến gì? Đường nguyên nhìn về phía viên nghị, ngữ khí nhàn nhạt. Cũng không bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 77 Thử Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đường Nguyên nói chuyện tương đương bất cận nhân tình, bất quá hắn cho tới bây giờ đó là như thế, viên nghị nửa điểm không có chú ý, hoàng hảo thanh hảo ngữ tiếp tục nói chuyện với bọn họ. Bọn họ lại hàng huyên một chút viên nghị sơ đến triều châu sự tình, cũng nói một ít gian nhạc ở Vĩnh Châu gặp được án tử. Đời này trên đường cũng không có nhiều như vậy đại án tử, hai người chạm tráng miệng cảm thán việc vặt rất nhiều, khả trong đáy lòng vẫn là hy vọng hàng ngày có thể nhiều việc vặt, mà không phải là lâm vào đã có nhân tử vong đại án tử trung. Về phần gian nhạc gần nhất ở làm việc, nàng tự cái không có lựa chọn cùng viên nghị nói tỉ mỉ, cận là đơn giản nhất lên một câu. Ta này ngày vội là biên thư sự tình, nếu là viên đại nhân có hứng thú, chờ ra thư ta liền hơi mang một quyển đi lại. Viên nghị còn tưởng là Giang Nhạc muốn ra là khám nghiệm tử thi thư, tức thời vỗ tay. Giang quyết tạo sách này ta tất nhiên là tốt đẹp mắt, không chỉ có ta muốn xem, còn muốn cho ta thủ hạ nghiệm quan nhân thủ một quyển. Giang Nhạc cười ra tiếng đến. Khi thật đúng là cảm tạ viên đại nhân. Hai người nói chút về tư nhân sự tình, sau đó lại đem đề tài rút về tuệ văn trên người. Tuệ văn sự tình, Viên nghị đã đã biết, tiếp được đi đó là còn uông tình một cái trong sạch, đáng tiếc này án tử mặc dù là phúc thẩm, uông tình vẫn là tự sát, này tuệ văn nhiều nhất cũng chính là phán một cái gian dâm nữ tử đắc tội đi. Gian nhạc đối khám nghiệm tử thi ở hành, đối như thế nào càng chỗ tốt lý án kiện, còn còn tại học tập trung. Viên nghị suy tư thật lâu sau, vẫn là cùng gian nhạc thử tính nói của hắn ý tưởng. Này tuệ văn này đây nữ tử thân ở tam bản am trung lớn lên, mà khi thân thể xuất hiện dị thường sau, lại vẫn cứ đãi ở tam bản am trung, này vốn là không ổn làm. Lại ở ung gia làm quá, thật sự không có thể tha thứ cho trong thiên địa. Tuệ văn năm đó là bị tội, nhưng mà làm chịu tội nhân thành thi tội nhân, tạo thành càng thêm vô tội tử vong, liền lại không thể tha thứ. Ngu cho rằng, muốn ở tuệ văn trên trán khắc thượng, nhị hình, hai chữ, quyết sống hai mươi, gia làm mười ngày, sau đưa vào quân doanh sau đó sinh tử tồn vong liền tùy duyên viên nghị nói như vậy phật bản từ bi đưa đi quân doanh gian nhạc đối khối này không có gì khái niệm nhìn về phía bên cạnh đường nguyên đường đại nhân nghĩ như thế nào đường nguyên hơi thêm suy tư tức thời liền gật đầu viên nghị đối xử án vẫn là có một tay này tuệ văn gặp phải sự tình chọc một cái vô tội nữ tử liền như vậy chết đi quả thật Mọi người còn không biết tuệ văn còn có hay không tạo thành quá khác đàng hoàng nữ tử cũng gặp bực này nhục nhã. Dù sao nhị hình nhân có thể nhường một người có thai liền không dễ dàng, luôn là không có khả năng nhường mỗi người đều mang thai. Các đại môn nhà giàu, bảo không cho liền bởi vì sĩ cho nói loại này, xem như không từng đã xảy ra này sự tình. Ba người liền ở trong này đêm này án bước đầu quyết đoán một chút, sau đó này án tử chính là viên nghị sống gian nhạc ở triều châu lưu lại một ngày nghĩ cũng nên trở về đang nói chuyện sau một hồi mở miệng cùng viên nghị tỏ vẻ muốn cáo từ này tọa bà phải như thế nào nghiệm thân viên đại nhân hình tào trịnh bà là học qua vĩnh châu còn có không ít chuyện tình ta cuối cùng là muốn mau mau trở về gian nhạc tìm lý do nếu lại không quay về chỉ sợ cũng bị khương đại nhân treo lên đánh thân là vĩnh châu quyết tào luôn ở hướng triều châu chạy là thế nào chuyện này tình Viên Nghị bật cười, vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại cách nói. Cũng tốt, ta làm cho người ta đưa đưa Giang Quyết Tào cùng Đường Đại Nhân. Này nước trà uống hoàng, còn có người đưa bản thân trở về, Giang Nhạc đương nhiên là tương đương vừa lòng ứng. Viên Nghị khách khí với Đường Nguyên, đối Giang Quyết Tào giống nhau khách khí, đối Giang Quyết Tào tiểu đồ đệ chu trân đồng dạng khách khí. Hắn đem ba người luôn luôn đưa đến nha môn ngoại, xem ba người lên xe ngựa, lại nhìn theo nhân rời đi. Chu Trân cái lên xe ngựa mạnh, đối trong xe ngựa muốn vội vàng chạy trở về gian nhạc nói xong. Viên đại nhân bộ dạng như thế hảo, tính cách cũng thật sự là vô cùng tốt. Nếu không phải là nghe nói hắn thật sự đem Triều Châu trong khoảng thời gian này thống trị còn có thể, ta đều sợ có người hội khi dễ hắn. Ai muốn khi dễ hắn? Hắn người này tâm nhãn nhiều như vậy, hay là khi dễ người khác đi? Giang nhạc suy cười một tiếng. Đường Nguyên lúc này mở miệng. Viên nghị bề ngoài, quả thật làm cho hắn gặp hơn người nhục nhã, thế này mới đến ninh huyện làm quan. Giang nhạc nhìn về phía đường nguyên. Đường đại nhân biết, còn như thế lãnh viên đại nhân. Này uống lên hồi lâu trà, còn đều là ta ở giảng. Đường nguyên tầm mắt cũng không có chống lại gian nhạc. Viên nghị cùng ta quan hệ vô cùng thân thiết, kia mới là tương đối kinh sợ sự tình. Trong triều chưa từng có người cùng ta quan hệ vô cùng thân thiết quá hắn ngữ khí mang theo một điểm rất nhỏ tự dẻo. Giang nhạc thật sâu thở dài. Đúng vậy, chỉ có ta đây loại hương giả tiểu dân, mới tương đối thích hợp đường đại nhân quan hệ vô cùng thân thiết. Đường Nguyên Đường Nguyên chẳng phải ý tứ này, cũng không biết tại sao lại bị Giang nhạc vặn vẹo ý tứ, biến thành hoàn toàn một cái khác cách nói. Hắn vương tay nhẹ nhàng nhu nhu bản thân huyệt thái dương. Giang quyết tào, ngươi đừng rất lì. Gian nhạc tựa vào xe ngựa bên cạnh, theo xe ngựa chấn động, cả người đi theo chấn động đứng lên, vui cười một tiếng. Gia nhất gia, cười một cái, mười năm thiếu A đường đại nhân. Người này sinh muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, một ngày quá hoàng quá một ngày. Đường Nguyên không có lại để ý thải gian nhạc, hừ nhẹ một tiếng. Chờ xe ngựa chạy đến Vĩnh Châu Nha Môn, gian nhạc chạy tới nhìn nhìn hình tàu lý có cái gì không án kiện ở thành chủ nhớ chỗ kia xác định cái gì án kiện đều không có sau, nàng đi góc xó túng ra tấn thư tá. Thiếu hiệp, này hai ngày ta đi Triều Châu, lại phát hiện chuyện thú vị, ngươi quay đầu khả nhất định phải nhớ kỹ. Tấn thư tá nguyên bản đến phiên trực ban, chính bởi vì quá mức không thú vị, thế này mới chạy tới tiểu góc xó đi phiên tiểu nhân thư. Bị gian nhạc như vậy nhất túng, kia tiểu nhân thư trực tiếp trụy đến trên đất đi, mà nhân còn lại là sắp bị gian nhạc cấp hù chết. Giang Quyết Tào thế nào tiến vào cũng không nói một tiếng. Giang Nhạc chỉ chỉ có một đoạn khoảng cách thành chủ nhớ. Ta vừa rồi cùng thành chủ nhớ đều hàng huyên một lát, ngươi tự cái cũng chưa phát hiện ta, lại cái gì năng lực mà nói ta. Tấn Thư Tá nhìn về phía thành chủ nhớ. Xa xa thành chủ nhớ nâng đầu, hướng tới Tấn Thư Tá phương hướng cười cười. Không cười không quan trọng, cười thật đúng là hù chết người. Tấn Thư Tá run run một chút, trung rẫy không lưng cúi đầu đi nhặt lên đến tiểu nhân thư ta đây cũng không phải là đang ở tranh thủ lúc rảnh rỗi sao nơi nào giống như gian quyết tàu nói đi ra ngoài một chuyến vậy ngay cả nha môn đều đừng tới chu trân ở bên cạnh tỏ vẻ sư phó của ta phải đi ra án tử tấn thư tá nơi nào quản này này bên ngoài án tử đều phải tìm chúng ta gian quyết tàu kia khác châu phủ đều đừng qua ngày Chu Trân hướng tới tấn thư tá làm ngoáo ộp. Giang nhạc đưa tay trừ qua tấn thư tá trên tay tiểu nhân thư. Đây là cái gì thư? Tấn thư tá xem về nhìn, khả nơi nào nghĩ đến sẽ bị giang nhạc trừ đi, lúc này da mặt đỏ lên. Chính là, chính là trưởng thành nam tử đều sẽ xem gì đó. Giang nhạc mở ra nhìn hai mắt, lúc này lại khép lại thư, đem thư quyển thành viên đồng, bắt đầu tạp tấn thư tá đầu. Gọi ngươi xem loại này thư, này còn tại trong nha môn đâu. Thành chủ ghi tạc vội, ngươi nhưng là ở trong này nhàn hạ đứng lên. Khi thư không chỉ có là tiểu nhân thư, nội trang còn thập phần phong lưu, là cái vẽ bản. Nam tử nữ tử chứa nhiều tư thái đều có. Tấn thư tá nhảy lên. Ngươi về sau nếu cưới vợ không cũng phải nhìn loại này học tập. Ngươi người này thế nào như vậy? Sách này đáng quý. Nhưng là ta hướng thừa phát trong phòng đại nhân mượn đến gian nhạc tiếp tục tạp tấn thư tá ngươi cầm lại xem không trực ban khi xem đều được hiện tại xem chính là khiếm đánh ta quản ngươi bao nhiêu tiền dù sao tiền của ngươi tấn thư tá khóc không ra nước mắt này quả thật là hắn tiền a à. nhưng này vẽ nguồn gốc rất đắt a à. chu trân ở bên cạnh cấp gian nhạc cố lên trợ uy bọn họ tuổi gần nhưng là huyên khai đường nguyên đứng ở thành chủ nhớ bên cạnh nhìn vài lần gian nhạc chỗ kia tình huống. Trong lòng hắn tính tính thời gian, phải là đến hồi một chuyến kinh thành thời điểm. Thành chủ nhớ bởi vì gian nhạc chỗ kia làm ầm ý thanh âm vang, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, quay đầu lại gặp đường nguyên cũng không tự chủ hướng tới gian nhạc chỗ kia xem, liền nói. Gian quyết tào quả thật là rất thú vị. Đường nguyên sửng sốt hạ, sau đó gật đầu. Là. Thành chủ nhớ tự hồ thoại lý hữu thoại. Giang quyết tào tuổi còn nhỏ, xem sự tình cũng rất là thông thấu. Có sự tình, Giang quyết tào ngoài miệng không nói, kỳ thực trong đầu đều có để. Còn tuổi nhỏ có thể đến như thế bộ, khó trách sẽ bị mời đến làm quyết tào. Đường Nguyên trở về thành chủ nhớ lời nói. Là, chờ Giang nhạc ép buộc chơi tấn thư tá, mang theo chu trân như là khải hoàng trở về giường như ngẩng đầu ưỡn ngực đi trở về đến, đường Nguyên mở miệng. Hôm nay ta không quay về. Nha. Muốn đêm túc hoa lâu đi sao?" Giang Nhạc thuận miệng vừa nói. Đường Nguyên nhíu mày. Là trở lại kinh thành. "Đừng cả ngày hoa lâu hoa lâu, ngươi tuổi thượng tiểu, đối này cái." Tấn Thư Tá lúc này là theo Giang Nhạc đi tới. Hắn nghe Đường Nguyên lời nói, hừ hừ hai câu. "Rất nhanh sẽ muốn thành gia lập nghiệp niên kỷ, nơi nào nhỏ." "Đường Nguyên." Giang Nhạc liếc mắt Tấn Thư Tá, ai nói ta muốn thành gia lập nghiệp tấn thư tá nghe được gian nhạc lời này sửng sốt một chút ân đường đại nhân đều đến nay chưa lập gia đình thê ta có thể lấy thê sao gian nhạc nhìn về phía tấn thư tá lại lại nhắc đến vừa rồi tiểu nhân thư ngươi nhưng đừng cả ngày xem này đó có hay không đều được quay đầu đụng tới cái cô nương giống cái đăng đồ tử dường như chỉ sợ lại đi vào đến hình tàu liền thay đổi một thân phận theo làm một cái tiểu quan thân phận biến thành một cái tù nhân thân phận. Tấn thư tá mặt đỏ tai hồng, giận trừng Giang Nhạc. Ta mới sẽ không thay đổi thành đăng đồ tử. Lại nói, Đường đại nhân không cưới vợ, cùng ngươi không cưới thê có quan hệ gì? Thành chủ nhớ nghe nói như thế, không nín được ho khan hai tiếng. Đường Nguyên không nói chuyện. Giang Nhạc đưa tay gãi gãi mặt mình gò má. Như nói là quan hệ, tóm lại vẫn là có một chút Tấn thư tá nghe thành chủ nhớ ho khang thanh, căn bản không có có thể phản ứng đi lại, còn ngay thẳng hỏi đi xuống. Điều này có thể có quan hệ gì, Giang Quyết Tào nhưng là nói tới nghe một chút, làm cho ta mở mang tầm mắt. Giang nhạt ẩn ẩn thở dài. Là như vậy, kỳ thực ta mấy ngày nay ở Triều Châu phát hiện một cái nhị hình nhân, cũng chính là nam tử nữ tử đồng thể. Tấn thư tá mộng, lắp bắp đứng lên. A, à, a, à, cái gì, có ý tứ gì? gian nhạc ngữ khí mang theo một điểm ưu thương, nhìn về phía đường nguyên. Vì này nhị hình nhân, ta cùng đường đại nhân không thể không phẫn thành nữ tử vào một cái ni cô am. Tấn thư tá thở hốc vì kinh ngạc. Đường nguyên. Vì sao nhắc tới sự kiện? Gian nhạc ngữ khí lướt nhẹ. Sau đó ta phát hiện, đường đại nhân nữ tử giả dạng, so thiên hạ này bất cứ cái gì nữ tử đều đẹp mắt, ta sợ là cuộc đời này đều đối nữ tử mất đi rồi hứng thú, sẽ không cưới vợ. Đường Nguyên Thành chủ nhớ đi theo hít vào một hơi. Tấn Thư Tá hoàn toàn đứng ở nơi đó. Liền ngay cả một bên Chu Trân đều một mặt dạy ra, không biết lời này để làm sao có thể biến thành như vậy. Kết quả gian nhạc người này ra là thật ra. Nàng nhìn quét mọi người trên mặt biểu cảm, cười một tiếng. Được rồi, không đùa các ngươi. Cưới vợ không bằng thượng hoa lâu, cái gì cô nương không có. Nói xong, gian Nhạc tùy tiện nghênh ngang mà đi. Đồ đệ, chúng ta về nhà. Ngươi đường đại nhân phải về kinh, không cần phải xen vào hắn. Lưu lại hạ vợ hai mặt nhìn nhau. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 78 Kinh thành tiệc tối Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Thời gian đã là trôi qua hảo mấy ngày. Kinh thành từng nhà trên mặt đều mang theo miệng cười trong lời ngoài lời đều thảo luận vừa mới hồi kinh tự chức bạch tướng quân lúc trước kinh thành cửa thành đại khai ven đường binh lính một đường khai đạo bạch tướng quân cưỡi ở trên chiến mã trên mặt mang theo nhạt nhẽo ý cười chậm rãi hướng tới hoàng cung đi trước bên người còn có vài vị phó tướng cùng với trọng yếu vài vị sĩ quan có trái lại tự đi theo tướng quân chậm rãi đi tới có liền cùng bên cạnh hoan nghênh dân chúng nhóm vẫy tay Dân chúng giữa có muốn cảm ơn Bạch tướng quân đến nay mới thôi trấn thủ biên cương sở làm ra hãng huyết cống hiến, có muốn vây xem một chút hiện thời trẻ tuổi nhất tướng quân, còn có liền là vì thấu một cái náo nhiệt. Tuổi trẻ nữ tử càng là vui mừng không thôi. Cho dù là tướng quân sớm có chính thê, này thê tử ở kinh thành trung coi như là cực kỳ có tiếng, này nữ tử còn là muốn đem khăn tay của mình, ngắt lấy hoa tươi hướng tới tướng quân ném qua. Khăn tay cùng hoa tươi ném ra, không bao lâu đã bị chiến mã dẫm lên, nhưng lại không có ai để ý. Này một đường đi rồi hồi lâu, luôn luôn đi đến cửa cung, Bạch Phỉ xem thừa tướng Đổng Húc, nguyên bản ý cười thu liễm đi lên, hành lễ. Đổng đại nhân, 6 năm không thấy, hiện thời vừa thấy, còn là không có bao nhiêu biến hóa a, à, Đổng Húc nở nụ cười. Bạch tướng quân xem cũng là càng oai hùng một ít. Mấy năm nay biên cương ngày khá khổ đi. Bạch Phỉ chỉ câu một bên khóe môi ai nói không phải là đâu hai người bất quá hai câu này nói nghe đối với đối phương đều khách khách khí khí khả nói xong hai người cùng tiến cung trên đường sững sờ là không có một câu nói trao đổi bạch tướng quân không mở miệng đổng thừa tướng cũng không mở miệng đằng trước dẫn đường tiểu thái giám trên trán đều là mồ hôi lạnh nửa điểm không dám chà lau cung kính đem hai người hướng tới đại điện dẫn đi qua hoàng đế từ lúc trong đại điện chờ người hắn thế này mới nhìn thấy bạch tướng quân thân ảnh liền theo ghế tựa đứng lên tự mình đi ra nên đón bạch tướng quân này sáu năm chỉ có thư trẫm nhưng là thậm nghĩ ngươi bạch phỉ trên mặt quải thượng tươi cười đối với sáu năm không đã từng quá đế vương được rồi đại lễ này đại lễ đi được tới một nửa sững sờ là bị phù lên nơi nào cần như vậy khách khí bạch tướng quân vì trẫm lập hạ công lao hãng mã trẫm tán dương đều không kịp này đã sớm nghĩ chỉ, chờ ngày mai vào triều niệm. Đường Nguyên đi theo hoàng đế cùng ở trong đại điện. Trừ bỏ hắn ở ngoài, trong triều tam phẩm hướng thượng đại thần, trên cơ bản đều ở chỗ này. Đường Nguyên tinh tế đánh giá Bạch Vĩ. Chiến trường đối một người có thể thay đổi địa phương nhiều lắm. Hắn còn vương nhớ được mới gặp Bạch Vĩ khi bộ dáng. Người này trong mắt mang theo quyết tuyệt cùng vô pháp đè nén thống khổ, như là ngay sau đó liền muốn khóc ra ủy khuất thiếu niên. Khi thiếu niên vào hoàng cung một chuyến, gặp qua hiện thời hoàng thái hậu. Ra lại hoàng cung sau, coi như trưởng thành rất nhiều. Chờ lại gặp mặt khi, thiếu niên dần dần biến mất, có một cái trầm mặt ít lời thanh niên. Mà đến hiện thời, khi trầm mặt ít lời thanh niên cũng không thấy, càng nhiều hơn chính là trầm ổn, cùng mang theo tướng sĩ mới có tiêu sái. Xem liếc mắt một cái người này, coi như liền nhìn đến biên cương mặt trời đã khuất, xa đôi trung độc tự đứng một phen trường đao kia đao thượng hệ thô ráp bố mang theo gió bay hoàng đế hỏi bạch phỉ không ít vấn đề bạch phỉ đối với hoàng đế là tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẩn đường nguyên thu hồi ánh mắt sau cúi đầu xem bản thân trước mặt đại điện kia khối ra nổi lên thần này không phải là hắn vài ngày nay lần đầu tiên xuất thần hắn đang suy nghĩ chuyện gì tình không nghĩ ra không nghĩ ra hoặc là nói ngẫu nhiên thời điểm chính hắn đều không biết bản thân nên nghĩ cái gì đang nghĩ cái gì này đó sở hữu nghĩ tới nội dung chung, thường xuyên sẽ xuất hiện nhân chính là gian nhạc. Gian trường nhạc. Người này nhấc nhăn mày cười, người này nhảy lên nhảy xuống, người này nam trang nữ trang, người này khuôn mặt bóng lưng. Hắn kỳ thực là biết đến. Hắn không cưới thê là vì bản thân không thể tùy ý cưới vợ, nếu là một ngày kia bệ hạ không lại che chở hắn, kia hắn sẽ mất đi bản thân mệnh, càng khả năng mất đi toàn gia nhân tánh mạng. Hắn không hy vọng có một nữ tử cùng hắn cùng nhau gặp như vậy đắc tội nghiệt. Giang Nhạc không cưới thê là vì người này vốn chính là cái nữ tử. Nàng lại hiểu biết hắn, thế này mới sẽ nói khởi như là đường đại nhân không cưới thê, nàng sẽ không cưới vợ lời nói đến. Có thể có lời nói, cho dù là biết đến, trong lòng vẫn là hội dễ dàng tưởng nhiều lắm. Tưởng người nọ là không phải là có cái khác ý tứ, tưởng người này có phải hay không là đối bản thân có khác ý tưởng bất quá có ý tưởng bọn họ hai cái cũng không thể ở cùng nhau đường nguyên trong đầu trước đem hai người cái loại này quan hệ hòa thượng dấu chấm tròn hắn mang theo một phần tự dẻo không có khả năng đời này đều không có khả năng đường đại nhân bên cạnh có đại thần kêu một tiếng đường nguyên đường nguyên đột nhiên hoàng hồn này mới phát hiện toàn trường tất cả mọi người đang nhìn hắn đường nguyên vi hơi nhíu mày ân hoàng đế liếc mắt là đã nhìn ra đường nguyên vừa rồi căn bản là không ở nghe bọn hắn nói chuyện trong đầu muốn đánh đường nguyên một chút hướng tới đường nguyên cười rộ lên đường ái khanh trẫm vừa rồi nói hôm nay tiệc tối cố ý an bày ngươi cùng bạch tướng quân lân tòa đường nguyên đã sớm biết sự việc này là tất sẽ làm bạch tướng quân tận hứng đừng quán ta rượu là được bạch phỉ hướng tới đường nguyên cười cười biên cương có thể uống rượu ngày không nhiều lắm rượu này lượng từ từ trượt, nghĩ buổi tối còn muốn đi gặp phu nhân, càng là không dám uống. Bạch tướng quân đối phu nhân là thật hảo. Bên cạnh có đại thần cười trêu ghẹo. Bạch phỉ trong nhà không có tiểu thiếp, chỉ có một gã nữ quyến, còn có hai gã đứa nhỏ. Không ai không hâm mộ này tướng quân phu nhân. Mà bạch phỉ nghe xong lời này, cũng là mỉm cười tỏ vẻ. Có thể cưới được phu nhân, là bạch mổ phúc khí mới là lúc trước còn tại nói chính sự, lúc này đề tài đều đã chuyển tới việc tư thượng. Đường Nguyên lúc này không đi nửa thần, nhắc tới tinh thần đến ứng phó khởi hiện tại ván này mặt. Một đám người lại nhắc đến tiệc tối. Bạch tướng quân ở tiếng cung phía trước liền thay xong quần áo, đương nhiên cũng là biết đêm nay thượng sẽ trực tiếp tham gia tiệc tối. Nam tử tùy tính một điểm luôn là thờ ơ. Một đám người hơn nửa một đoạn thời gian, liền có người đến thông báo tiệc tối có thể vào chỗ vì thế hoàng đế đi tuốt đàn trước đầu, bên cạnh một bên thừa tướng, một bên tướng quân, phía sau không xa đi theo đường nguyên, một đạo hướng tới một cái khác đại điện đi đến. Bạch tướng quân cùng đường nguyên quả thật là lân tòa. Bạch phỉ cũng là hồi lâu chưa từng thấy đường nguyên. Hắn hiện thời được không, cuối cùng bị hoàng đế tạm thời buông tha sau, trong lòng âm thầm nhẹ một hơi, hướng tới đường nguyên chấp tay. Đường đại nhân hiện thời cũng là đại biến bộ dáng đường nguyên hừ cười một tiếng bạch tướng quân lời này nhưng là ở cười nhạo đường mổ tóc bạch phỉ đã sớm biết đường nguyên nói chuyện không khách khí lúc này sang sảng cười đường đại nhân lời này nói được thật đúng là thú vị làm sao có thể cười nhạo đâu ta khả mỗi ngày đều muốn đem này một đầu tóc cấp tước cốt nhất là một căn bất lưu bị tước quan quá mức phát đường nguyên bạch phỉ hỏi đường nguyên đường đại nhân vừa rồi đang nghĩ cái gì ta xem bệ hạ gọi ngươi ngươi cũng không ứng, trên mặt hắn cười đều không nhịn được. Đường Nguyên Nói cẩn thận Hoàng đế trên mặt cười không nhịn được, biết cũng không thể nói toạt. Đường Nguyên mặt không biểu cảm rũ mắt xuống, nghĩ rằng bản thân quay đầu chỉ sợ lại là muốn thảm thiết, mấy ngày nay trở về đã bị hoàng đế tắt vài cái nữ tử bức họa, lần tới sợ là muốn trực tiếp thượng một quyển bức họa vội tới hắn. Bạch Phỉ lại là cười một tiếng, cầm lấy trên bàn tiểu chén rượu đối với Đường Nguyên ý bảo một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch, cũng là nói một tiếng. "Không thú vị." Đường Nguyên liếc mắt một cái Bạch Phỉ. Bạch tướng quân sẽ là tiệc tối thượng để cho nhân cảm thấy thú vị. Đêm nay yến là đặc biệt cấp Bạch Phỉ làm, tất cả mọi người hội vây quanh hắn đảo quanh. Bạch Phỉ liếu lưỡi, hưởng thụ một phen Đường Nguyên mỗi một câu nói đều lực sát thương khá lớn cảm giác xem như minh bạch vì sao đường nguyên chống lại trong triều cao thấp, ngoài miệng cũng không từng rơi xuống hạ phong. Hắn còn tưởng nói chút gì, quả nhiên, rất nhanh hoàng đế cùng các đại thần đều ào ào theo dõi bọn họ này đàn võ quan, lại là kính trụ, lại là chúc mừng, lại là nói các loại vui mừng nói, coi như như mừng năm mới thông thường. Bạch phỉ một bên cười, một bên ứng phó bọn họ, ngẫu nhiên còn muốn trang một phen khiêm tốn. Đường Nguyên ở một bên yên lặng uống rượu, thường thường gặp bạch phỉ rượu thiếu, khiến cho nhân chạy nhanh đưa lên đến tân. Hắn cũng không có giúp đỡ một đám người ép buộc bạch tướng quân, say rượu tư vị không dễ chịu, đêm nay bạch tướng quân lại thế nào không nghĩ uống rượu, cũng trốn bất quá tai nạn này. Tiệc tối còn có nữ tử Vũ Khúc, còn có nam tử Đánh Quyền, náo nhiệt thật sự. Đường Nguyên rõ ràng ở náo nhiệt trung, cũng là thanh lãnh thật sự. Sau này ngẫu nhiên có đại thần muốn cùng Đường Nguyên đáp cái khang cầm lấy chén rượu hướng hắn kính rượu, cũng bị hắn không nói gì dơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch ứng phó rồi đi qua. Hắn bên này biểu hiện thành như vậy, cũng là thái độ bình thường. Sở hữu đại thần đều có chút thói quen, đường nguyên không như vậy mới kêu làm cho bọn họ cảm thấy không thói quen. Chỉ có ở thủ vị hoàng đế, vài lần âm thầm đánh giá đường nguyên sau, lông mày khẽ hất, ngoài ý muốn cười khẽ một tiếng. Bên cạnh hoàng hậu lỗ tai sâu sắc, Nghe được này Thanh cười khẽ, hơi nghi hoặc nhìn về phía hoàng đế. Gặp hoàng đế không có giải thích ý tứ, nàng liền có hay không hỏi. Hoàng hậu cuối cùng rốt cuộc là nữ quyến, tiệc tối tham gia một đoạn thời gian sau liền lui xuống. Đại yến trung liền chỉ có tam phẩm đã ngoài quan viên ở đây. Một đám người tùy tính lại hàng huyên hồi lâu, tán gẫu các nơi dân sinh, tán gẫu biên cương chiến sự. Bạch Phỉ ở biên cương qua hồi lâu ngày, còn chọn lựa vài cái chuyện thú vị cùng mọi người suy nghĩ, chọc một đám người cười đến không được. Chờ rượu quá ba tuần, có đại thần đều hơi say, hoàng đế cũng cảm thấy mệt mỏi một điểm, liền cuối cùng là đã xong trận này tiệc tối. Hoàng đế trước rời đi, thừa lại nhân lại theo thứ tự lui. Đường Nguyên đang chuẩn bị rời đi, có tiểu thái dám tiến đến đường Nguyên bên người, thấp giọng nói với hắn. Đường Đại Nhân, bệ hạ cho mời. Đường Nguyên động tác một chút đã biết. Bên cạnh bạch tướng quân uống hơn rượu, gò má đỏ bừng, hai mắt mang theo một tia thủy quang, buồn cười nhìn về phía kia tiểu thái giám. Bệ hạ cho mời. Tiểu thái giám nơi nào nghĩ đến bạch tướng quân hội bỗng nhiên hỏi như vậy hắn một tiếng, tức thời gia đầu nhất ma, vội cúi đầu trở về nói. Gặp qua bạch tướng quân. Bệ hạ chỉ là còn có hai câu nói muốn cùng đường đại nhân nói. Bạch tướng quân A cười một tiếng, cũng không hỏi hắn đi trước một bước đi ngang qua đường nguyên thời điểm lại là nở nụ cười một tiếng đường nguyên không lên tiếng đãi ở tại chỗ đổng thừa tướng cũng chú ý tới đường nguyên bên người chờ đợi tiểu thái giám trong mắt lượt thêm suy tư nhưng cũng là không có hỏi nhấc chân đi rồi hắn như vậy vừa đi lại là cùng bạch tướng quân hướng ra ngoài đồng hành hai người đều cho nhau không có đối diện đổng thừa tướng mở miệng bệ hạ đối đường đại nhân luôn là đặc biệt thiên vị đêm nay yến sau khi kết thúc còn muốn nói hai câu bạch tướng quân nói cẩn thận đổng thừa tướng nghẹn trụ luôn cảm thấy này hai chữ đặc biệt quen tai bạch tướng quân tức thời cười khai đây là vừa rồi đường đại nhân tặng cho ta lời nói đưa cho đổng thừa tướng ngoài ý muốn cũng không sai đổng thừa tướng ha ha cười rộ lên bạch tướng quân lời này thật là có thú Bạch tướng quân lại bồi thêm một câu. Lời này là ta vừa rồi đưa đường đại nhân nói. Đổng thừa tướng. Điều này có thể đủ nghẹn đến đổng thừa tướng. Bạch tướng quân tâm tình cực tốt, bước chân nhanh hơn, lớn tiếng cười ha ha, hướng tới ngoài cửa cung đi đến. Ngoài cửa cung có tiểu quan viên đang ở chờ đổng thừa tướng. Hắn vừa thấy đến đổng thừa tướng trên mặt biểu cảm không vui, trong lòng lột bột một chút. Đổng đại nhân, bạch tướng quân mới vừa đi. Đổng Thừa tướng lạnh mặt. Ta biết. Đại nhân, Bạch tướng quân hiện thời có công, lại khó được trở về một chuyến, bệ hạ trong đầu cao hứng, ngài nếu nói với hắn điểm cư dưỡng viện sự tình. Tiểu quan viên dè dặt cẩn trọng nói chuyện, bệ hạ bảo không cho còn có thể hỏi hai câu tiến độ, hộ bộ chỗ kia cũng sẽ không thể tạp. Đổng Thừa tướng lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Ta còn cần ngươi dạy ta. Hắn ngồi trên bị xe ngựa, đợi đến trên xe hắn mới chậm rãi mở miệng bạch tướng quân đãi một ngày bệ hạ cao hứng đãi một tháng bệ hạ cao hứng không liền nói không chính xác bạch lão tướng quân cùng hoàng thái hậu là có quen biết này nói khảm bệ hạ mãi bất quá đi tiểu quan viên nghe xong trong lòng chấn động hắn về dặt cẩn thận không lại mở miệng nói chuyện thượng tuổi lão thần hoặc là nói tin tức biết nhiều một ít thần tử đều biết đến một kiện sự này Năm đó Bạch Lão Tướng Quân cùng Hoàng Thái Hậu là có quen biết, đáng tiếc Hoàng Thái Hậu cuối cùng bị công bộ thượng thư đưa vào trong cung tham gia tuyển tú. Khi đều là lâu năm lịch cũ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 79 Mất hồn mất vía Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trong Hoàng Cung, Tiểu Điện Tiệc tối cuối cùng rốt cuộc là chọc người cảm thấy mệt mỏi rất nhiều, Hoàng đế ngồi xuống ghế tựa, phía sau tiểu thái giám cho hắn xoa thái dương. Nói đi. Tiểu điện đóng cửa lại, trong phòng đầu liền thừa lại ba người, hoàng đế, Đường Nguyên, còn có một tiểu thái giám. Đường Nguyên nhìn về phía thiên hạ này tôn quý nhất nhân, ngược lại là hỏi hắn. Nói cái gì? Hoàng đế bị đậu nở nụ cười. Đường Tu Uyên, ngươi vậy mà hỏi trẫm nói cái gì? Đường Nguyên trước mặt không có nghe biết tư thái thần ngu dốt. Khi trẫm liền nhắc nhở ngươi hai câu, đã nhiều ngày ngươi mất hồn mất vía, cuối cùng rốt cuộc đang nghĩ cái gì sự tình. Hoàng đế điểm điểm bản thân bả vai, kia tiểu thái giám lập tức thay hoàng đế chùi y nổi lên bả vai. Đường Nguyên biết bản thân quả thật thất thường, không phải là đại sự, quá mấy ngày liền tốt lắm. Hoàng đế nhìn chầm chầm đường Nguyên nhìn một lát. Lúc này đường Nguyên trên mặt thật sự là nhìn không ra bất cứ cái gì dấu vết, làm cho hắn có thể đi nghiền ngẫm hoàng đế liền trước tiền sự tình lý suy đoán là triều châu viên nghị sự tình trẫm nghe nói giống như có cái nhị hình nhân trẫm thật đúng không có thể gặp qua đâu đường nguyên dừng một chút không phải là hoàng đế lười nhắc liệt tiếp tục đoán đó là trác tam chỗ kia nói muốn cấp tiến sĩ khoa ra quyển sách chuyện đường nguyên lại tỏ vẻ không phải là hoàng đế bắt đầu đoán mò khi trẫm đã biết nhất định là mấy ngày nay bên trong, trẫm cho ngươi xem nữ tử bức họa, ngươi xem trúng một cái. Ngươi muốn cầu cưới, lại ngượng ngùng cùng trẫm nói. Đường Nguyên Thái Dương vừa kéo. Bệ hạ, nữ tử danh tiết là đại sự. Hợp với đoán ba cái cũng chưa đoán trúng, hoàng đế lúc này cùng bạch tướng quân trong đầu nghĩ đồng bộ. Không thú vị. Chính ngươi nói. Đường Nguyên cảm thấy hoàng đế sợ là bị hậu cung sự tình ép buộc hơn, cái này đến ép buộc bản thân bất động thanh sắc tỏ vẻ bệ hạ thần bản thân còn chưa có nghĩ thông suốt lại phải như thế nào cùng bệ hạ nói nga hoàng đế miếng môi khóe môi rủ xuống ra vẻ lộ ra một bộ không thể không nề hà bộ dáng đường đại nhân hiện thời là ngay cả cùng trẫm thổ lộ tình cảm đều không vừa ý lúc trước trước đây sinh chỗ kia nói đến đây bối tử đem trẫm làm huynh đệ ngày một đi không trở lại khi đó không chỉ có niên thiếu hồn nhiên còn đầu óc nước vào đường nguyên trong đầu nghĩ như vậy khả không dám nói ra sao hoàng đế lộ ra biểu cảm càng là bất đắc dĩ bệ hạ ai hoàng đế thở dài chúng ta đều thay đổi a à. lời này nghe còn có điểm bất đồng đến tình trạng này đường nguyên nếu là lại không nói chỉ sợ cũng thật sự muốn ở hoàng đế trong lòng lưu lại một chút không tốt ấn tượng hắn đành phải mở miệng là Vĩnh Châu Giang quyết tạo sự tình. Nga! Hoàng đế kinh hơi nhíu mày, ngươi đối nàng thật không giống với. Đường Nguyên chỉ biết hoàng đế sẽ nói như vậy. Là, hắn quả thật đối gian nhạc thật không giống với, cho nên hắn mới có thể thường thường liền lâm vào trầm tư, đôi khi ngay cả bản thân đều không rõ, này sự tình trên lý trí đều rõ ràng, có cái gì hảo suy nghĩ. Hắn miếng miếng môi, trọng lại mở miệng. Giang quyết tạo tính tình này, Thật sự hiếm thấy. Hoàng đế thấy rất khá nở nụ cười. Này gian nhạc thân là nữ tử, đối khám nghiệm tử thi cực kỳ am hiểu, sự án khám nghiệm tử thi thời điểm so nam tử còn muốn quả quyết, làm sao có thể hội không hiếm thấy đâu. Này khắp thiên hạ giống người như vậy, ngay cả nam tử lý cũng không ra một cái, vẫn là cái nữ tử, thế nào không hiếm thấy. Hoàng đế tự tiếu phi tiếu. Sử Uyên, ngươi đây là cái gì ý tứ đâu? Thần không biết đường nguyên nhìn phía bản thân nhiều năm bạn thân hiện thời hoàng đế thần còn tốt hơn hảo suy xét suy xét giờ phút này nếu là bệ hạ lại cho ta này nàng nữ tử bức họa đó là đối ai cũng không tốt tùy ý dây kéo quả thật dễ dàng xảy ra chuyện hoàng đế cũng minh bạch đạo lý này hắn khẽ gật đầu tính là đồng ý đường nguyên chuyện này đến đường nguyên này tuổi đối với bản thân sớm có nhất định hiểu biết trong lòng có sở động tình nơi nào còn có thể sẽ có không biết đâu khả cái gì nên làm cái gì không nên làm điểm này biết được hơn rõ ràng mà như vậy còn không nghĩ ra lời nói vậy chỉ có thể thuyết minh một điểm kia gian nhạc gian quyết tào chỉ sợ ở sau này vô luận như thế nào đều sẽ trở thành đường nguyên uy hiếp nguyên vốn không có uy hiếp nhân có uy hiếp hoàng đế xua tay ngươi đi xuống đi việc này ta là đã biết ngươi nếu nghĩ lại liền ở trong nhà mình nghĩ lại, nhưng đừng ở trong triều đình nghĩ lại đi. Lời này đều nói thành như vậy minh bạch, đường nguyên biết nếu là lại có lần sau, hoàng đế chỉ sợ sẽ trực tiếp lựa chọn lấy cái thẳng tắp tiếp quan trên đầu hắn. Hắn hành lễ cáo lui. Cách xa ở Vĩnh Châu đối tất cả những thứ này đều không biết chuyện gian nhạc, chính cầm tiểu vỡ, cuốn quyết lấy Khương Tử Kiến viết. Khương Tử Kiến sống nhiều năm như vậy, còn lần đầu tiên đụng tới gian nhạc loại này dám can đảm cuốn quýt lấy hắn yếu nhân trong lòng nghẹn khuất, nhịn không được nói gian trường nhạc a à, gian trường nhạc ngươi cũng biết ngươi muốn những người này đều là thế nào cái tồn tại a à? gian nhạc cầm giấy bút một mặt vui cười nàng nhưng là biết được phi thường rõ ràng ứng thiên thư viện xuất ra nhưng không có nhận đến trọng dụng chứa nhiều nhân tài nhân sống ở trên đời này tóm lại là muốn sống ra bản thân ý nghĩa đúng không bằng không bọn họ thượng ứng thiên thư viện làm cái gì thượng ứng thiên thư viện chính là đối triều đình làm quan có hướng tới mà ứng thiên thư viện xuất ra cũng không phải là người người đều có thể thi được tiến sĩ do đó làm quan bên trong còn có không ít người hoặc là khảo không lên tiến sĩ hoặc là gia đạo sa sút trở về lão gia tìm khác việc qua ngày hoặc là có các loại nguyên do không bị trọng dụng rõ ràng làm ẩn sĩ lại không xuất môn khương tử kiến năm mới học ở trường hiện tại làm quan nhiều năm như vậy xuống dưới nhận thức nhân biết đến nhân tự nhiên là cực kỳ nhiều này nhân mạch không có nhân vô tâm động khả gian nhạc là cái thứ nhất khắp thiên hạ tuyệt vô cận hữu một cái tới cửa đến đi thẳng vào vấn đề chính là cầu người này mạch nếu là cầu một ít đại quan viên cùng xuất hiện khương tử kiến liền trực tiếp cự tuyệt khả gian nhạc còn lại cứ cầu là này cái được chăng hay chớ phí hoài năm tháng lại trong lòng có sở không cam lòng nhân những người này nếu là một ngày kia có thể xuất ra khương tử kiến bản thân cũng có chút chờ mong vì thế hắn lại là cảm thấy có chút nghẹn khuất lại là cảm thấy gian nhạc còn thật là không bình thường hắn lấy qua gian nhạc giấy bút ta đến viết liền của ngươi tự sợ là viết lên rồi quay đầu bản thân nhận không ra gian nhạc chân trước còn cười hì hì nghe được khương tử kiến lời này tươi cười nhất thời tạp ở trên mặt Cốc xó trình coi hai người hổ động hạ phó cùng chu trân hai người âm thầm cười trộn. Khương tử kiến là trước viết một người danh, lại viết tự, sau đó viết lên địa phương. Hiện thời những người này, ta phần lớn cũng chỉ biết cái đại khái địa phương, cũng may như là không có ngoài ý muốn, bọn họ cũng sẽ không thể di địa phương. Chờ viết địa phương sau, hắn lại điền thượng tính cách. Mỗi người tính tình đều có sở bất đồng, ngươi muốn tìm người cho ngươi sở dụng, còn phải xem ngươi có thể hay không theo bọn họ tính tình thuyết phục bọn họ. Giang nhạc ở bên cạnh xem trên đây viết nội dung, trong đầu đã suy nghĩ đứng lên. Trác Tam hiện nay sửa sang lại công tác tiến triển rất nhanh, tiếp được đi bọn họ đã nghĩ muốn tìm viết cá nhân đến dạy hắn nhóm chút thành tựu quả, thí nghiệm thí nghiệm. Nếu là kết quả tốt hơn, chỉ sợ sang năm có thể ra hiệu quả. Khương tử kiến một hơi viết năm nhân, viết xong sau hắn vậy mà còn ý còn chưa hết đứng lên trước tiết này đó ai trên đời này có thể có mấy cái kinh thế tài phần lớn là hơi cao hơn thường nhân lại lòng có ngạo khí lòng có ngạo khí a à, nếu là bị ta bài nát đâu gian nhạc nhỏ giọng hỏi khương tử kiến dừng một chút vậy niêm đứng lên gian nhạc trọng lại cười rộ lên thế này mới đúng vậy cũng không bị trọng dụng điểm ấy dài trật ngạo khí muốn tới làm gì bóp nát một lần nữa niêm đứng lên. Ta muốn là bọn hắn sau này có tân ngạo khí. Tân ngạo khí. Khương tử kiến cân nhắc này ý kiến, như có đâm chiêu gật đầu. gian nhạc lợi dụng xong rồi khương tử kiến, tiếp đón bản thân đồ đệ. Chu Trân, đi rồi đi rồi, chúng ta khương đại nhân hàng ngày bận rộn, chúng ta không thể đánh nhiễu hắn. Đêm nay thượng tấn thư tá mời khách ăn hỷ khách đến, chúng ta còn muốn sớm đi đi chiếm vị trí đâu chu chân bước lên phía trước trước giúp đỡ mở cửa tốt sư phụ khương tử kiến mặt thay đổi lại biến không cam lòng các ngươi đi ăn hỉ khách đến vậy mà cũng không kêu lên ta gian nhạc đi đến nửa đường quay đầu lại nhìn về phía khương tử kiến di khương đại nhân cũng tưởng đi sao khi doãn chủ bộ muốn hay không cùng đi khương tử kiến tức thời phân phó hạ phó đi cùng doãn chủ bộ nói một tiếng lần sau đi hỉ khách đến ăn cơm có người mở tiệc chiêu đãi. Hạ phó lên tiếng trả lời xuất môn. Giang nhạc gãi gãi đầu, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Khi xem ra sau này đệ một đệ tử thí nghiệm phẩm, khiến cho tấn thư tá chiếm này tiện nghi tốt lắm. Bữa tiệc này sợ là muốn ăn cùng hắn. Đợi đến hỷ khách khi đến, quả nhiên không ra gian nhạc sở liệu. Hỷ khách đến cửa, tấn thư tá cố ý tuyển một thân hảo quần áo, vẻ mặt mơ hồ chống tại lô tư lý trên người ta vừa mới bắt đầu, chỉ là nói mở tiệc chiêu đại gian quyết tàu. Lô Tư Lý đồng tình nhìn thoáng qua tấn thư tá. Ta cũng mang theo tiền. Tấn thư tá nuốt một ngụm, ngữ khí bi thống. Ta cũng mang theo. Đây rốt cuộc là vì sao hình tàu vài người đều đến đây, liền ngay cả Khương Đại Nhân đều mang theo Doãn Chủ Bộ đến. Doãn Chủ Bộ ở bên cạnh nghe được lời này, tức thời nở nụ cười một tiếng. Vốn đang ở thừa phát phòng, còn tưởng muốn hay không lại kêu hai người, hiện tại xem ra nhưng là hoàn hảo không kêu lên, bằng không tháng này tiếp được đi ngày ngươi sợ là ngay cả cơm đều không kịp ăn. Không có việc gì, có thể ăn đất. Giang nhạc ở bên cạnh chen vào nói. Tấn thư tá lòng thật đau. Giang quyết tào. Mặt dày đến quyệt cơm Khương Tri Phủ ho khang một tiếng. Vậy đi lên đi. Hạ y quan lớn tuổi nhất, đi tới Khương Tri Phủ bên người, đi theo cùng đi lên, tương đương vô tình hỏi khương tri phủ một tiếng chớ không phải là tiền đều giao cho phu nhân mấy ngày nay không có tiền ăn được khương tử kiến bước chân một chút y quan quả nhiên đều là một lời trúng đích trong lời nói cũng thật bi thống như vậy vừa ngắt lời cao thấp cấp quan hệ lập tức giảm bớt gian nhạc ở phía sau đồng tình tấn thư tá không có việc gì lần tới chính là hình tàu thừa lại vài người mở tiệc chiêu đãi ta Hình tào tối cùng nhân vẫn là ta, ngươi nhiều nhất xếp thứ hai. Tấn thư tá không nghĩ nói chuyện với Giang Nhạc, lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Chu Trân ở phía sau đi theo, cười hì hì đi theo cùng vào hỉ khách đến. Có thể ăn một chút, tốt tính một chút tốt. Hỉ khách đến còn là bộ dáng hồi trước, ăn ngon, phong cảnh hảo, giá cao. Giang Nhạc một đám người điểm một bàn đồ ăn, uống tiểu rượu, hi hi ha ha nói xong trước kia chuyện lý thú ở đây không ít người đều ở Vĩnh Châu sinh hoạt thật lâu, liền cùng Giang Nhạc nói không ít Vĩnh Châu dân gian chuyện xưa. Tấn Thư tá rượu bên trên, vỗ cái bàn cùng Giang Nhạc nói. Giang Quyết Tào, lập tức liền muốn mùa mưa, ngươi cũng biết, này điện thiểm lôi minh ngày, thiên lôi hội đánh chết muốn quấy phá nhân. Năm đó liền có một người, bị đánh chết. Cha ta làm nghiệm quan. Giang Nhạc gật đầu. Khi lại mắc mớ gì đến ngươi đâu. Tấn thư tá trong nháy mắt, mơ hồ đứng lên. Là Nga. Mọi người cười vang. Trụ quá mấy tuần, vài người đều túy không được, nhất nhất bị tặng trở về. Tiền đã thanh toán tiền, gian nhạc trên mặt phím hồng, cũng là cùng chu trân lưu đến cuối cùng, môi nàng giác mang cười, tâm có chút suy nghĩ, uống rượu, yên lặng xem ngoài cửa sổ cảnh sắc. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 80 Triều Châu chạm mặt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Triều Châu Bạch Phỉ đứng ở một cái tuyệt hảo vị trí, nhìn về nơi xa hơn một nửa cái Triều Châu. Đây là Triều Châu nhất tòa núi nhỏ khâu, không coi là cao, đăng đỉnh cực kỳ dễ dàng, trong ngày thường tới nhân không nhiều lắm, cũng là vừa vặn có thể ngắm cảnh. Hắn trong tay không có rượu, chỉ có một túi nước. Khát nước thời điểm, hắn liền uống thượng một ngụm nước, lặng lặng tiếp tục xem xa xa hợp quy tắc Triều Châu cùng với Triều Châu nội người đến người đi vui mừng bộ dáng. Lúc trước vô số ban đêm, nhắm mắt lại còn có thể nhìn đến nhân gian địa ngục, ít ỏi vài năm gian, đã là hoàn toàn không có tung tích. Gió thổi qua, cuốn trên đầu hắn toái lơ mơ hướng bên kia, yên tĩnh quanh thân, chỉ có hắn ở trong này, nghĩ sự tình trước kia, nghĩ hiện tại sự tình. Hồi lâu qua đi, viên nghị mới chậm rãi đi lên phía trước, đứng ở bạch phỉ bên người đi theo cùng nhau xem toàn bộ triều châu sáu năm thời gian có lữ côn ở triều châu thống trị rất khá viên nghị đi theo cùng hướng triều châu nói xong hắn trước một vị quan viên hảo nói lấy viên nghị này tuổi có người dẫn tiếng đế vương thân điều ngay cả thăng sổ cấp làm tân nhậm triều châu tri phủ bạch phỉ cũng không có bởi vì viên nghị bề ngoài mà xem nhẹ hắn bạch phỉ ứng thanh ân Hắn quả thật có thể nhìn đến Triều Châu hiện thời trạng thái, sau thư Trung Hắn thu được này cái tin tức, đều phải tốt hơn rất nhiều. Tân Hoàng thống trị quả thật có cách, cũng quả thật tính cử có thể. Tuyển hiền cử có thể, Bạch Vĩ chỉ có thể tán thành mặt sau hai chữ. Triều Châu gần nhất ra vài án đặc biệt tử. Bạch Vĩ ngữ khí lướt nhẹ, cùng vài năm trước sự tình đều quải thượng câu. Viên nghị dừng một chút. Là. Bạch Vĩ hỏi Viên nghị có thể có tưởng hảo cái gì giải quyết phương pháp. Viên nghị châm trước một chút bản thân lời nói. Này đó thời gian viên mổ luôn luôn tại lo lắng chuyện này. Triều châu chuyện năm đó xem như trôi qua, kỳ thực cũng coi như không đi qua. Chúng ta không chỉ có muốn trị phần ngọn, còn muốn trị tận gốc. Bạch phỉ nghe. Ân. Ừ. Viên nghị tiếp tục nói. Trà dẫn cải chế một chuyện, ta đã ở suy xét, chỉ chờ tiếp qua chút thời gian, nộp một cái sổ con cấp quan gia. Thương nhân trong lòng phần lớn coi trọng ít lợi, 6 năm trước có khả thao túng địa phương, 6 năm sau chẳng phải sẽ không lại lần nữa dùng tới. Căn cứ giao dẫn pháp cùng thiếp bán pháp cải chế, hủy bỏ quan viên mua bán lá trà, căn cứ dài dẫn, đoạn đưa tới cấp trà thương tự do giao dịch địa phương. Bạch sĩ Như có đâm chiêu Biên cương đối trà này một chuyện quản chế cực kỳ khắc nghiệt, trà thuộc loại cực kỳ trọng yếu đối tượng ở tất yếu thời điểm còn có thể đổi lấy chiến mã bạch phỉ đối trà dẫn một chuyện cũng sớm có suy tư bất quá còn chưa có tốt chương trình hắn trong ngày thường cuối cùng rốt cuộc này đây đánh giặc làm chủ đối này một khối đội trời đó là lựa chọn nhiều nghe một chút quan văn ý kiến nhìn xem hay không có thể lấy xử lý địa phương viên nghị cùng bạch phỉ càng thêm tế một điểm giao đãi trà thương cùng trà nông trực tiếp giao dịch bọn họ có thể lợi nhuận địa phương hơn lưu thông đứng lên liền nhanh hơn một ít triều châu trưng thu trà khóa thu vào cũng sẽ gia tăng bất quá này cũng không thể khuếch đại nếu là khuếch đại dễ dàng sai lầm ít nhất giống biên cương nơi này là tạm thời không dùng được này phương thức hủy bỏ quan gia mua bán lá trà nhưng là vừa nhường quan gia từ giữa trực tiếp đánh thuế do đó tràn đầy quốc khố đổ không bằng sơ khảm một đao nhường ra một điểm thịt nhưng thương hộ bản thân đi tranh thủ như thế nào chuyển càng nhiều hơn tiền. Mà bọn họ kiếm được hơn, khi giao tiền cũng lại càng nhiều. Bạch Phỉ sau khi nghe xong, trong lòng cân nhắc một chút. Ngươi việc này tốt tội không ít người. Nhưng là quan gia chỗ kia, có lẽ có thể quá. Ban đầu trà dẫn đây là quan viên ở quản lý, quan viên phần lớn có thể từ giữa kiếm lời, một phần trà dẫn thường xuyên có thể nhường trà thương thuế một tầng gia, bất quá đối với quan gia mà nói, ngược lại là không có bao nhiêu tiền có thể thu vào đến nếu là trà dẫn sửa lại sau này quan viên liền ở trong đó thu không bao nhiêu tiền thuế một phần là muốn cấp địa phương dùng là còn có một phần là muốn giao cho quan gia nếu là quan gia có ý tưởng kia phần lớn tiền đều là muốn giao đến quan gia trong tay có thể tràn đầy quốc khố sự tình quan gia tất nhiên sẽ lo lắng có năng lực có lợi dân có năng lực có lợi bản thân trung gian quan viên quan gia tự nhiên hội hướng bên cạnh phóng nhất phóng viên nghị biết bạch phỉ nói ý tứ là nhưng viên nghị đã sớm ở kinh thành đắc tội không ít người cũng không sầu lại được tội một hai cái bạch phỉ cười rộ lên ngươi lời này nói được nhưng là viên nghị hướng tới bạch phỉ cười khẽ một chút chắp tay hành lễ nếu là thật sự hầm không đi xuống cũng cũng chỉ có thể khẩn cầu bạch tướng quân cứu quan một mạng hạ quan này mệnh còn tính toán sống lâu xa một chút, nhưng hàng Lâm viện này cá nhân đều hảo hảo nhìn xem. Bạch Phỉ nghe Viên Nghị nói lên Hàn Lâm viện, đại cười ra tiếng. "Ha ha ha, Viên Nghị a à, Viên Nghị, ngươi này trắng ra cùng ta nói, lá gan nhưng là rất lớn." Hàng Lâm viện lúc trước gây ra sự tình, Bạch Phỉ ban đầu là không biết. Mà khi Bạch Phỉ đã biết Viên Nghị ở Triều Châu làm quan, hắn vừa muốn đến Triều Châu đi như vậy nhất tao, lấy hắn cùng lữ công quan hệ đương nhiên đã biết viên nghị quá khứ sự tình. Hàng lâm viện có một số người, mua danh chục tiếng thời gian cũng thực tại có chút lâu. Bạch phỉ trong lời nói mỉm cười, đề điểm một chút, trước đó vài ngày cùng quan gia tán gẫu khởi, quan gia trong lời nói đối tiến sĩ khoa, cũng là có điểm muốn cải biến ý tứ. Vừa vặn kia võ quan thu thập ta cũng không vui, nếu là muốn sửa, liền một đạo cải biến. Tiến sĩ khoa cải biến cũng không phải là chuyện nhỏ, Việc này đề cập là thiên hạ học sinh, còn có tương lai quan trường. Viên nghị thủ khẽ rung lên. Tướng quân việc này nhưng là nói được sớm điểm. Ta nửa điểm cũng chưa nghe nói qua. Sang năm khoa cử phải là sẽ không động. Bạch phỉ ngẫm lại. Sang năm sẽ không động, nếu là động tất nhiên hội trước thời gian buông nói đến. Sớm nhất cũng muốn chờ ba năm sau. Viên nghị nghe xong lời này, đem chuyện này đặt ở trong lòng thường bạch phỉ đã nói lên chuyện này cũng không có điểm đến tức chỉ vẫn cùng viên nghị bước lên động hút thừa tướng năm đó cùng tiên hoàng nhắc tới khoa cử cải chế trực tiếp đã đánh mất con này thượng mũ hiện thời quan gia có này ý đồ sợ là hắn muốn cả người nhảy lên lời này viên nghị liền không thể lại tiếp nhưng cười không nói ở kinh thành ta nghe nói hắn ở làm cái gì cư dưỡng viện như thế một cái rất nghĩ pháp bạch phỉ có đôi khi không thể không bội phục đổng hút lão có điều dưỡng, dân chúng trong lòng yên ổn, liền không dễ dàng xảy ra chuyện. Viên nghị phụ họa. Đây là tự nhiên. Bạch phỉ khẽ cười một tiếng. Ân. Ừ. Hai người trọng lại lâm vào trầm mặt, chờ một hồi lâu sau, bạch phỉ xem đủ, túi nước lý cũng không có thủy, liền quyết định chuẩn bị rời khỏi. Rời đi trong lúc đó, hắn xem tràn đầy nhân khí triều châu, nói một tiếng. Đáng tiếc ngươi quá mức tuổi trẻ viên nghị không có nghe minh bạch lời này không lên tiếng bạch vĩ cùng viên nghị cuối cùng nói sớm đi đem trà dẫn sự tình giao đi lên trị tận gốc trị trị phần ngọn này cái đều chỉ là chuyện nhỏ viên nghị lên tiếng trả lời là bạch vĩ là âm thầm đến triều châu hắn cũng không có lại nhường viên nghị nhân đi theo quay đầu mang theo bản thân mã mặc một thân thường phục mỉm cười rời khỏi hắn mang đến nhất tiểu đội nhân mã ở hắn rời đi sau, cũng theo phân tán các nơi một đạo rời đi. Hắn khi đến không có nói sớm thông tri, tự nhiên là không cần thiết chiêu đãi, lúc đi càng là một thân gọn nhẹ. Viên nghị đám người đi rồi, mới chậm rãi hướng bản thân xe ngựa. Thịnh sinh luôn luôn ở trên xe ngựa chờ đợi, gặp viên nghị vào được, hô một tiếng. Đại nhân! Viên nghị khoát tay, tọa ở trên xe ngựa lâm vào trầm tư. Thịnh sinh không dám đánh nhiễu hắn, sững sờ là ngay cả xe ngựa đều không có giá, an vị ở bên cạnh an phận chờ viên nghị suy xét. Ba năm sau, ta không sai biệt lắm nên trở về kinh. Phụ thân chỗ kỳ nhân, trong khoảng thời gian này ngươi đều đi hơi mang đi động đi lại, ta đây nhi hoa lan cũng thực tại hơn điểm, dưỡng không được. Viên nghị không nói chuyện hoàn hảo, vừa nói chuyện liền kinh người, sợ tới mức thịnh sinh sắc mặt đại biến. Thịnh sinh kinh hoảng ngăn trở. Hiện tại không trả quá sớm sao? trong kinh thành ngụy đại nhân còn tại năm đó binh bộ thượng thư danh nghĩa vài tên học sinh cũng đều ở trong triều hỗn vô cùng tốt lúc này trở về hơi có sai lầm nếu một khi bị biếm kia viên nghị lại lần nữa trở lại kinh thành sẽ rất khó hắn hiện tại tấn chức mau khả mau nữa cũng cùng hồi kinh khái niệm không giống với trở lại kinh thành kia tốc độ làm người ta đỏ mắt đừng nói ban đầu địch nhân xa lại nhân chỉ sợ đều sẽ nhiều nói hai câu ba năm này triều châu cực kỳ trọng yếu không thể có chút đạp sai viên nghị cũng không để ý thịnh sinh lời nói ngữ khí rất là cường ngạnh trong ánh mắt cũng mang theo ngoan ý bạch tướng quân này đó thời gian còn có thể lưu ở kinh thành trung có thể nương hắn hướng lên trên đi bao nhiêu liền đi bao nhiêu thịnh sinh trên mặt có chút lo âu này bạch tướng quân cũng sẽ không thể tùy ý nhúng tay này chuyện này tình chọc trên người bản thân một đống phiền toái a Viên nghị nhìn về phía thịnh sinh, câu khóe môi. Cho nên ta chỉ có thể, danh chấn thiên hạ. Chỉ có hắn làm ra thực tích, lại có cũng đủ danh khí, hơn nữa có người tiến cử, hắn tài năng một lần nữa trở lại kinh thành đi. Khi đó bạch tướng quân xem hắn là theo triều châu xuất ra, chỉ cần giúp hắn nói một câu lời hay, hắn có thể thắng. Lại sau, hắn có thể làm việc, liền xa không phải là ở triều châu này rời xa trong triều đình địa phương có thể làm. Viên Nghị thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, để cho mình bình tĩnh xuống dưới. Lúc này Tuệ Văn sự tình, lại là ít nhiều gian quyết tào. Ta chờ đưa thư tính một phong, ngươi sai người đưa đi qua. Thịnh Sinh còn có lo âu, khả lúc này Viên Nghị đã không nói này chuyện này tình, ngược lại là cho hắn nhiệm vụ này, vì thế cũng chỉ có thể đáp lại. Là Đại nhân còn muốn ta mang vào đưa điểm cái gì vậy đi qua? Viên Nghị nghĩ nghĩ, Ta nghe nói giang quyết tàu khám nghiệm tử thi thường thường muốn dùng bố quấn quyết lấy hai tay, cùng nghiệm quan nói không thể trực tiếp tiếp xúc thi thể. Nghiệm quan nhóm đã nghĩ làm hai cái bao tay. Ngươi đi tìm người làm hai bộ một đạo đưa đi qua, nhưng đừng là quá dày không tiện lợi. Thịnh sinh vội đáp lại. Là. Bất quá này làm đứng lên chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian, muốn chờ một chút sao? Viên nghị ngẫm lại. Vậy chờ một chút, xem khi nào thì làm tốt, khi nào thì tính cả kia tính một đạo đưa đi qua. Triều Châu vài vị nghiệm quan chỉ sợ cũng hội cần, ngươi xem rồi cùng quay đầu ngày mùa thu muốn phát quần áo cùng phát đi xuống. Thịnh sinh gật đầu. Là. Tiên nghị tính thời gian. Lập tức muốn tới dông tố quý, tầm thường dân chúng tuy rằng hàng năm xuống đất, khả cuối cùng rốt cuộc kia thổ địa không còn sớm làm phòng bị, vẫn là hội có ảnh hưởng, ngươi tìm hộ tàu, lại tào cùng đi xử lý sự tình quá mức nhiều thịnh sinh trong đầu không thể không mặc niệm nhiều cái lần trên mặt biểu cảm cũng trở nên cổ quái đứng lên xem bản thân hạ phó này biểu cảm viên nghị phản ứng đi lại bỗng nhiên khổ cười rộ lên này càng là thấy được hy vọng ta liền càng nóng vội đứng lên từ từ sẽ đến đi thời gian còn dài ta chỉ là còn sống có thể hầm tử bọn họ này cá nhân thịnh sinh mảnh gật đầu đúng vậy đại nhân viên nghị xua tay hồi nha môn đi thịnh sinh lập tức đi đằng trước chuẩn bị giá xe ngựa mang theo viên nghị hồi nha môn nhất chủ nhất phó lúc này trong lòng đều môn thanh nói là nói xong quan hoặc là có thể hầm tử này cá nhân khả này khổ ngày quá mức thảm thiết nếu là không báo thù trong lòng kia đạo khảm là vĩnh viễn không qua được bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video